Này các cậu, hai ngày nay không ăn gì nên uống nước lã thấy ngọt như nước dừa đấy. Ha, tôi thấy giống chè sen long nhãn đấy chứ. Ha. Và đường phố Sài Gòn bắt đầu bỗng chốc thấy tiếng động của các xe tăng bắt đầu di chuyển vào trong thành phố. Đoàn đoàn. Đoàn. Chúng ta thấy cảnh một bà lão bắt đầu này, đang đi trên trên đường. Má, má, sao má ra đường giờ này? Vào đây chú ẩn má ơi. Má mang cho tụi bay mấy củ khoai nóng hổi đây này. Má vừa luộc xong, khoai nóng ngon lắm. Tôi nhận ra má bảy, má sống một mình ở khu chợ cách Dinh Độc Lập hai con phố. Sống mũi tôi bắt đầu thật cay cay. Ôi á, tiếng má la lên. Má, má, tôi vội lao ra tới ôm chầm lấy má. Rổ khoai đã rơi bịch xuống đường. Ôi ôi má ơi, má. Má bị trúng đạn lạc rồi. Để con đưa má về chỗ cứu thương. Chúng tôi nhanh chóng bế má chạy về phía khu nhà bên trong. Nơi có một số anh em đồng chí đang trông giữ. Một số anh em bị thương cũng đang được điều trị và nghỉ ngơi. Cô ơi, má bị thương, cô băng ngay giùm, má mất máu nhiều quá. Dạ, anh làm ơn đưa má vào trong này, em lấy thêm thuốc giảm đau rồi trở lại. Thì một số trang nó đang biên soạn thêm lời là các anh em nó đưa má vào vào trong đỡ má rồi má trao lại bức thư ở trong túi để đưa ra trao lại cho nhân vật tôi. Một số cảnh về Sài Gòn đã chiến thắng sau sau đó vào ngày 30 tháng 4. Rồi tôi nhân vật tôi đã tìm về quê của người con trai mà má đã gửi gắm tìm kiếm. Hai anh em đã ngồi nói chuyện và kể lại câu chuyện lại cho nhau. Cuộc sống của anh con trai của má thì về sau cũng đã lập gia đình và có hai người con. Công việc trước kia của anh là nằm trong đoàn thanh niên vận động mọi người. Thì hiện tại thắng còn khoảng hơn một trang nữa về tờ bìa nữa để kết thúc câu chuyện này. Thì trong quá trình làm thì thật ra là cũng cũng vướng một số cái liên quan tới vừa vừa kết hợp trong Canva, thì nó sẽ có một số cái khung hình mà mình chọn lựa thì nó chưa đủ những khung hình để mình ghép được những cái cốt truyện này cho nó liền mạch. Và một số cái tình tiết liên quan các nhân vật mà để thể hiện dáng đứng dáng ngồi mà ôm chầm lấy nhau hoặc là đỡ nhau, thì những cái đấy mình làm rất nhiều lần nhưng mà nó không được đạt theo ý muốn. Mặc dù cách ghép sau đó thì những cái một số hình ảnh mình ghép lấy lại ghép vào thì nó cũng không khớp nhiều lắm, nên nó cũng mất tương đối nhiều cái thời gian. Đó thì cái câu chuyện lời nhắn nhủ cuối cùng ấy thì hai chị em cũng cố gắng để mà hoàn tất nốt tờ bìa và một số lời thoại trang cuối nữa. Thì các anh chị em có thể là đóng góp cho xin thêm ý kiến và có những cái lời nhắn nhủ thì hai chị em sẽ lắng nghe và sẽ sửa chữa. Sau những câu chuyện này, phần cuối thì còn một số các cái lời thoại của hai người con, một người con trai của má và một người lính, cái nhân vật tôi này, là hai người là có nói chuyện với nhau về cái gọi là cái nhân duyên mà gặp nhau như là hai cái mảnh ghép ở cái cuộc sống mà má đã đem lại. Đấy, và cái nhân vật tôi này cuối cùng là tốt nghiệp đại học, sau đó thì đi ra làm ở một cái công ty xây dựng. Còn người con trai của má thì lấy một người vợ làm giáo viên và có hai đứa con nhỏ, và hai cái em nhỏ này cũng rất là thuộc những cái câu chuyện về cái người bà của mình, nó rất là tự hào với người bà của mình như thế. Và cái câu chuyện này nói lên cái sự hy sinh của người mẹ và cái sự kết nối với những đứa con và những cái thế hệ tiếp nối về sau như vậy. Chị thì bản thân thì thấy có cái có một chút mình thấy cảm nhận về cái góc độ của người người đọc ấy,
Hình như là cái chữ mọi người nhìn xem cái chữ ở trong lời thoại màu xanh đấy có bị khó đọc không? Hay là do cái mắt của Đúng mình rồi đấy, thì cái điều đầu đúng tiên rồi là đấy, mắt chị người ạ, ta là đừng cái đừng chữ giống như vậy. mà màu xanh là nó bị chìm, nó không thể nào mà cái lời thoại thì nó rất quan trọng. Nên cái chữ nó bị chìm nghỉm vào trong giữa giữa tranh. Tất nhiên cái này nó cũng chỉ là cái mình có thể chỉnh lý được. Mấy cả các ô thoại cũng phải nên to hơn một tí để nó cường điệu hơn, vì tranh chuyện nó khác là ấy là làm là các cái đoạn mình cho quá nhiều các đoạn văn tả vào mà ô thoại nó di dít quá thì nó cũng hơi hơi ấy, nó sẽ hơi làm khó độc giả. Thế vậy thì theo Tiệp thì cái màu chữ như này thì là cái màu như nào để có thể nổi lên mọi người dễ đọc? Mình đã làm Đúng được cái nền đúng trắng là đúng thì đúng chắc là bạn, chữ mình đen chỉ luôn cho đấy. màu đỏ mà mấy cả màu cam thôi thì đấy nó vẫn vừa đúng với thực tế mà. Cái chữ súng đạn này chị có màu đỏ vào là như áo chị đang mặc ấy thì là nó kéo gần mắt nhất. Màu đỏ là màu kéo gần mắt nhất ở trong trong các loại, nhất là những cái chữ ngắn như này. Còn cái chữ kia thì mình có màu đen thôi, chiến tranh thì đỏ đen không vấn đề gì cả mà nó vẫn nổi ở trong cái ô thoại trắng. Mình Ngay không cái biết ảnh đó màu là có một một cái bông thoại thì màu trắng, một cái bông thoại thì để chìm xuống dưới cái nền, thì mình đề xuất là mình làm cái màu trắng nhưng mà nó làm cái gì đấy transparent cho nó mỏng xuống để mình nhìn thấy cái phần phía dưới. Màu trắng thì nó mất che mất cái cảnh phía sau, còn cái ảnh phía trên chỗ xe tăng á thì mình không làm cái transparent, là đây là cái chữ nó chìm vào trong cái nền. đổi cái chữ thành màu đỏ mình ở đây. Không, Đúng mình rồi, thấy là đúng màu đen vẫn hay hơn, rồi. Hoặc tại đen vì rồi cái nó vẫn mình làm cứ rất là hay. cái nền nó đã trắng mờ xuống rồi thì cái màu đen nó rõ hơn. Không, Và màu đỏ đôi khi trong trong cái gam này nó vẫn đủ để sinh động, thi thoảng mình cứ đổi đổi sang đỏ hoặc đen đấy, hoặc kể cả là màu cam cũng chả có vấn đề gì, tại vì để cho nó thay đổi nó đỡ buồn trong các trang truyện cũng mình lật nó cũng vẫn được. Thì theo tôi thì không. tôi Đây là cũng quan không điểm làm những của cái mình thế màu thôi. với cái chữ đâu. Chữ thì nên là để trắng hoặc đen, còn mình để màu mình tập trung cho cả cái cảnh nó sẽ nó nổi hơn mà nó không bị rối. Mình đồng ý. Vâng, nó sẽ không rối. Còn cái cảnh mình phối màu cho nó chuẩn cái cảnh ấy, mà cái nền nền phong, cái nền nền dưới lọc chi phong ấy, mình lọc cái nền chẳng hạn như cái nền cái cảnh ăn cảnh cái màu xanh của rừng chẳng hạn, thì anh sẽ lọc cái phong Đúng một đấy, màu cái màu xanh màu xanh này là hơi hơi chìm quá thật, nhìn nó coi nó chìm và cái màu chữ là rất không hợp lý rồi, nên nên thay đổi cái màu chữ và không không đừng có làm dùng chữ in nha, không dùng dùng chữ in mà chủ dùng yếu chữ dùng màu đen là tốt thường nhất, thôi, màu chủ đen yếu. hoặc màu trắng Nhưng mà những cái đoạn đạn nổ hay là gì gì thì vì nó chữ nó to đùng đấy, mình có thể mình thay thì đổi để cũng cho nó được, thích một hơn. số cảnh có thể màu nhưng mà nó phù hợp với Nhưng mà những riêng cảnh. những cái đoạn thoại chữ đều đều như này thì mình màu đen là chuẩn nhất. Đúng rồi, màu đen Mình rất lại là thấy là ngoài ra thì còn cái ảnh á thì đề nghị là nói chung là cái nội dung này cũng là có thể chấp nhận được, nhưng mà cái mình phải xác lập là mình vẽ đây là tranh truyện tranh hay là mình làm ảnh, tại vì có một số bức á thì nó mang cái tính chất là cái ảnh thì mình thấy nếu mà đưa nhau như vậy nó không có đồng nhất. Hồi xưa giờ đọc truyện tranh rất là nhiều rồi, bây giờ trong đây là có mấy cái tấm giống như là ảnh chụp, thì đề nghị là mình chỉnh được cái đấy rồi đấy. Trong một cái có một cái bức tranh mà trong cái trạm xá đó thì lại có hai bạn ở phía sau á, hai người chiến sĩ ở sau thì rất là nhỏ đấy, nhỏ bé xíu thôi, ở góc tường ở bên trái, bên trái đây có hai cái người, đúng rồi, cái tỷ lệ nó hơi là lạ, này là em bé hay là chiến sĩ? giờ cái này mình cũng làm thử rồi mà làm sao mà cái tỷ lệ của các chiến sĩ cũng không Như mọi người nhau lắm không, mình làm một tác phẩm hai đầu tay thì người bao giờ đều cũng lắm không vấn đề. không giống nhau cái tỷ lệ làm sao ấy Thì vai trò của thầy Hoàng với lại chỗ anh xin lỗi anh xin lỗi tôi quên mất tên rồi, chứ vừa mới gặp anh Khoa thì lại mình soi để trước khi mình ra cho người xem là ra có những cái gì mình sẽ đóng góp với nhau thôi. Thì mình thấy nó có mấy cái, có cái bức một cái bức mà phía trên có cái chụp làm cái mặt người chiến sĩ đó, thì cái cái trên biểu nữa cảm. nó lại là giống như là ảnh chụp đó, đây đây có thêm anh tấm anh chụp đó đây nha, thì nó hơi bị chỏi chỏi, cố gắng đưa về giống như cái tranh vẽ nhiều hơn. Rồi vừa ở dưới có một cái bức ở trên phố có chiếc xe tăng á, là hình như cũng là giống như ảnh chụp,
mình chỉnh Theo lại kiến cái phía dưới anh đi đều là vẽ hết đấy, à? thì đúng rồi, nhưng mà cái nét này là chuyển qua giống như là ảnh photo, tức là cái chất liệu vẽ nó không có đậm chất. Đây là em để thống nhất một cái tác giả kiểu vẽ truyện tranh luôn ấy, cái phong cách của người ta là đang vẽ theo kiểu như thế này, thì cây với đường phố thì nó cũng kiểu như thế này. Cái này thì Thanh tranh vẽ rồi, lưu xuống tí xíu có cái bức mà xe tăng ở trên Em này, ở phía trên chiếc xe phía trên cũng là giống như anh chụp dạ mấy không rồi vẽ rất đã. là lạ, kiểu Cái mình này cũng cố đưa về là truyện tranh đấy, không hiểu sao nó lại cứ ra như này ấy. thì Thế thì AI mà AI thì mình cũng đang làm gọi là chính xác ý của mình được đâu, thì người ta ừ. có chỉnh sửa dần thôi. Đấy Thì nếu mình thì là người xem ở ngoài mình sẽ thấy là nó sẽ rất là đây đây phía đúng dưới nè, rồi. đây ý như cái anh chụp nó mang cái dáng dấp là anh chụp, thành ra là nhìn vào nó có vẻ là hơi đặc điệu. Nhưng vấn đề bây giờ là sửa kiểu gì để cho nó ra được cơ, để Ok, cho ra thì được cái. anh chị em chúng ta bắt đầu cho điểm đi ạ. Mà thời gian thì nó có giới hạn, cho nên là chúng ta sẽ phân tích ở sau, ở trong trong nhóm, trong Zalo chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp phân tích, đội Super Soi sẽ gọi là nghiên cứu kỹ hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gửi cái file này vào trong nhóm và đội Super Soi đấy sẽ làm việc, đúng không À ạ? vâng, à, Nhé. hiểu rồi. Hôm Vậy là nay mình làm thì sau. thời gian nó không có nhiều, anh chị em mỗi Ok. người đều có một ít thời gian thôi, cho nên các Nguyện. nhóm làm sao thật nhanh, đi thẳng vào vấn đề, không lan man, đấy chưa ạ? Và chúng ta chỉ chấm điểm thôi, chúng ta không vẫn góp ý nhá, vẫn góp ý nhưng mà ngắn gọn đơn giản thôi, không quá đi vào chi tiết, ok không ạ? Nhá. Nguyện. Rồi tiếp theo, nhóm tiếp theo đi ạ, xin mời MC gọi nhóm tiếp theo đi ạ. Thế anh Thắng tắt xem màn hình giúp em nhá. Nhưng mà thầy ơi bây giờ cho điểm luôn ở trên này chứ đúng không thầy? Đúng rồi, cho điểm luôn đấy Rồi em. anh chị em cho điểm luôn ở trên mục chat đi để Phương chuyển sang nhóm khác cho nhanh nhá. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm là từ nhóm 2 thì chúng ta sẽ một hai người sẽ đóng góp ý kiến lên mic, còn lại thì chúng ta sẽ đóng góp ý kiến bằng cách là chúng ta chat ở mục chat, vì những cái khung chat này thì Phương sẽ chụp ở trên nhóm, đúng không ạ? Còn đội Super Soi thì sẽ phải soi kỹ hơn và tất cả những góp ý của đội Super Soi sẽ được gửi trên nhóm Zalo, nhóm cam kết giúp em nhé. Đúng không ạ? Còn điểm thì anh chị em hãy cho luôn bây giờ, kể cả anh chị em nhóm cam kết hay không ở nhóm cam kết hãy cho điểm. Team của chị Kim Anh với anh Nguyễn Thắng giúp em số điểm đi ạ. Tất cả anh chị em trong Zoom chúng ta đều là ban giám khảo và chúng ta cứ cảm nhận của mình đi, nếu mà hay tuyệt vời, chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình, chúng ta thấy nó hay tuyệt vời thì cho số 10, đúng không ạ? À, chúng ta bảo là cần phải cải thiện thêm cũng được, cũng được thì là khoảng độ Đúng rồi, 7 thì phải 8 có chín nhỉ. ạ. Được là 7 8 thôi, đúng không ạ? Nếu mà gì ạ, tạm tạm thì là gì ạ, 8 6. Nếu mà là gì ạ, chưa ổn lắm bắt đầu này thì là gì ạ, cho 3 4. Còn quá tệ, quá dở sao ạ? À, cho 1 2, đúng không ạ? Đấy, để cho họ biết họ đang ở đâu để mình còn tiến bộ chứ, đúng không ạ? Còn riêng cái đội mà Super Soi ấy thì chúng ta không phải là đóng góp miệng như này. Chúng ta phải gì ạ, chụp cái đoạn đấy vào, chỗ này cần sửa cái gì, khoanh tròn nó vào. Đấy mới là nhiệm vụ của Super Soi, chứ không phải nói khơi khơi như vậy đâu. Đúng không ạ? Super Soi là phải khoanh vùng cái chỗ này vào, chụp ảnh vào, khoanh vào chỗ này phải sửa cái gì, cụ thể ra cho người ta sửa. Đấy. Ok không ạ? Nha. Đội Super Soi nó bây giờ vào làm việc là mình phải cụ thể ra, chứ không phải nói chung chung nữa. Ok không ạ? Rồi. Tiếp Anh tục đi chị ạ. có thể nhắn vào trong group những cái ý kiến đóng góp để team hoàn thiện hơn và chắc chắn Ok, bởi là vì là thời gian không có nhiều nên chúng team ta ghi nhận còn lại. hơn Để đội Super Soi có thể là soi kỹ hơn thì chị Kim các team sẽ gửi cuốn truyện của mình vào trong nhóm để Super Soi có thể là soi kỹ nhá. Ok, Càng thì kỹ team tiếp càng theo tốt. đi ạ. Ok thì Phương xin mời team tiếp theo là team của chị Bích Thủy với cốt nội với chủ đề truyện đó là nữ điệp viên sống trong lòng lịch. Xin Rồi. mời chị Bích Thủy. Chúng ta có khoảng độ 1 đến 2 phút để giới thiệu về bản thân và cái quá trình của mình, sau đó là vào chuyện luôn nhé, không lan man. Dạ, xin chào cả nhà. Rồi, xin mời. À, mình tên là Bích Thủy. À, mình nằm trong cái team của cái câu chuyện là do bạn bạn Phương Xuyên là làm cái kịch bản đó là nữ điệp viên xinh đẹp. Thì cái này cái này là do hai tác giả chính đó là của bạn Phương Xuyên và của thầy Huy. Không, cái chuyện đấy là chuyện của em riêng nhá, chuyện của em là riêng, cái đấy là không không liên quan. Bây giờ là chị có chuyện thì chị lên chị trình bày, chứ chị không trình bày chuyện của người khác. À dạ, thế thì em nghe chuyện của em chưa xong luôn thầy ơi, Chưa xong tại vì thì xuống, đi xuống.
Dạ. Cái Em chuyện tưởng đấy nằm trong tim thì mình đại diện mình team cứ phải ngồi ở trong đấy là tự nhiên là thành thành team đâu, trong cho team mình phải đóng góp chứ, chưa đóng góp cái gì làm sao mà nó thành à team được, cứ vào nhóm thì thành tác giả đâu. dạ. Cái chuyện Ok đấy thế là thì một mình em làm, không ai, em không có làm với ai cả, cho nên chuyện đấy là chuyện của em, và tí nữa em sẽ trình bày cái cuốn chuyện đấy được không nhé. Ok, Đấy thì thế con chị Bích Thủy có cuốn truyện riêng của chị nhưng chưa hoàn thành, thế thì sẽ hẹn chị Bích Thủy buổi khác trình bày nhá. Ok, cảm ơn chị Thủy. ok, người tiếp theo nhanh, Xin thời gian mời không nhiều. team anh Văn Khoa, team anh Văn Khoa với câu chuyện đó là Sống Như Anh. Xin mời anh Văn Khoa. Vâng, cũng có một cảnh chưa hoàn thành nhưng mà xin phép trình bày. Bất mất cho cho xin cái xe thì ạ. Anh xe được rồi đấy, cho rồi đấy. Rồi xin chào thầy Huy, thầy và các anh chị em mình. Bạn bạn nhìn thấy cái bảng xe của team Ford chưa ạ? Ok rồi anh. Dạ. Trước hết xin chào trình bày cái kết quả làm việc của nhóm thì theo tinh thần của ngày 30 tháng 4 thế ạ, thì cũng thần tốc mà táo bạo bất ngờ thì là thành là team cũng làm việc rất cực lực và team cũng đã mời thầy Huy vào nhóm mà thầy với vai trò quan sát và cố vấn đồng viên những lời đọc kịp thời cho nhóm thì nhóm còn để tạo thêm nhiều cái năng lượng để nhóm làm việc thì đến hôm nay là tạm tạm một cái bảng bảng draft về về cái chiến tranh. Trong đấy thì có những cái cảnh cũng làm cũng theo nhóm nhận định thì cũng đã làm cũng khá tốt, có những cảnh thì chưa vừa ý thì sẽ chỉnh sửa tiếp theo. Mong rằng qua cái buổi hôm nay thì nhờ thầy nhờ các bạn các anh chị em là soi góp ý cụ thể và để nhiều lời góp ý để cho team sẽ hoàn thiện hơn. Thì trước hết xin phép trình bày về cái hoàn cảnh đã đầy của cái kịch bản thì nhân thì cái đề tài thầy Huy và thầy Cao Vương đưa đề ra thì phục vụ cho cái dạng phục vụ vẽ tranh cộng đồng ngày 30 tháng 4 thì trước đây hồi cách đây khoảng 40 năm ấy, thầy Khoa đọc hồi còn thiếu nhi thì đọc đọc cái cuốn tác phẩm Sống Như Anh của viết về anh hùng Nguyễn Trỗi thì mình rất rất là ngưỡng mộ nhân vật này. Và vừa rồi thì vừa qua thì là cuối năm 2021 thì lại tái bản lần thứ 6 với cái cuốn Sống Như Anh này thì nhân đấy thì Thoa cũng có đọc lại và cũng qua cái định hướng của thầy Huy và nhóm cũng đã chọn cái kịch bản này thì đây là một cái một nhân vật rất nổi tiếng cả thế giới chứ không phải riêng Việt Nam, mặc dù anh chị là một một cái công nhân điện thôi và anh là một cái biệt động thành trong của đội quân bí mật trong chiến tranh chống Mỹ trong ở Sài Gòn, hoạt động Sài Gòn trong lòng địch thì là nhóm đã thảo luận và thống nhất cái kịch bản và trong ngày rồi thì rất cực lực để tiến hành thao tác chiến tranh thì cũng đồng thời qua đây cũng có cho ô nghèo kể khổ một tí, tức là ban đầu nhóm chọn kịch bản này là rất là ngây thơ ngây thơ về cái sức mạnh của Missouri mà để vẽ tranh lịch sử thực sự là một cái thách thức rất lớn về cái đề tài lịch sử cho cái chiến tranh bằng AI. Tuy nhiên qua đấy thì trong nhóm cả có những anh em đã đồng cam cộng khổ, đã có những cái việc làm sáng tạo, những cái cách làm nó sáng tạo hơn. Ngoài cái vận dụng Midjourney vào thì có vận dụng nhiều cái tool khác, nhiều cái công cụ đồ họa, những cái phần mềm khác. Đặc biệt là trong trong nhóm thì có anh Tuấn Anh là trong kỳ phòng thiết kế của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì anh cũng cũng rất là rành về 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 thiết kế, về các thiết kế thì nhóm rất là may mắn là có được được anh Tuấn. Đồng thời hai nữ của trong nhóm cũng rất cực kỳ tình nhiệt tình, có đau có ốm gì cũng thức hôm thức khuya cùng đồng đội hết, đồng đội làm đến 1-2 giờ sáng. Thế thì tạm gọi đến hôm nay là tạm gọi là đã hoàn thành những cái cơ bản để có trình bày hôm nay thì đó là ông nghe kêu khổ của nhóm và như thế thì xin phép trình bày tóm tắt qua cái nội dung của cái slide của thì chuyện tranh của nhóm khoa thì là nhóm gọi là làm được 27 cảnh,
hôm trước cũng có ta cũng có hỏi tha cũng hỏi kiến thầy ấy và cùng trong nhóm thì muốn thay đổi cái tên nó khác với cái tên của cuốn truyện. Thì ở đây cái nội dung của truyện tranh thì chủ yếu là dựa vào cái tác phẩm Chú Ăn Sống Nhanh, nhưng có thêm những cái ý tưởng, những sáng tạo của nhóm. Thì bìa bìa của truyện tranh được xin phép ghi cái lấy tiêu đề lời Thì đây mãi nó liên quan đến cái câu câu nói của cái câu nói của anh tức đó là đang lên dự kiến rồi. thứ năm nhưng mà thứ năm chắc là chưa được, chắc là phải chiều thứ bảy em ạ. Xin lỗi rồi lời anh vọng mãi thì theo cái là cái lời của anh người quân đội khi ra trường bắn ấy, thì anh hãy là nhớ lấy đời tôi Việt Nam mùa năm Hồ Chí Minh mùa năm ấy. Cái cảnh một là giới thiệu về anh hùng Nguyễn Trỗi. Anh sinh năm 1940 và mất năm 1964. Quê anh là Thâm Quyến Điện Bàn Quảng Nam, là nơi cái đất 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 lửa anh hùng Bấm của vào thời kỳ chống Mỹ. cái Vâng. anh ơi, anh Vâng. khoai anh bấm vào cái nút ở bên dưới cùng với cạnh cái nút 29, cái số 29 bên dưới cùng ấy, anh cho full màn hình cho đẹp. Dưới cùng cạnh cái số 29 ấy, đấy, bên cạnh số 29 hai mũi tên lại đấy, đúng không? Từ từ đấy, Vâng. đấy chỗ này là. Đấy, bấm vào mũi hai mũi tên lại đấy, đúng không? Bấm vào đấy. Rồi ok. Đấy, đẹp luôn. Rồi, anh kéo một chút. Anh Trỗi được sinh ra một cái vùng quê nghèo khó, giàu truyền thống cách mạng. Thì mẹ anh đã mất sớm trong một cái trần can của đình giặc Pháp. Bố đã đi làm xa và anh Trỗi là phải ở với một người bác họ. Thì ở quê thì anh chứng kiến rất rất nhiều cái cảnh chiến tranh tàn phá rất là ác liệt. Anh đã nhìn thấy những cái xương, những cái người chết, những cái xó người được bị xe tăng và nghiền nát. Cái này từng nhóm cũng muốn đưa vào nhưng mà chưa chưa đưa được thì sẽ bổ sung sau, bởi vì cho nên nó không cho vẽ những cái tư cấm thì sẽ sẵn sàng vì tạo tiếp theo thì để cho thấy cái cảnh chiến tranh nó tàn ác hơn. Thì vì vậy thì anh Trỗi 15 tuổi là anh đi ra Đà Nẵng sống với trong nhà một anh bác họ, người anh họ, và cái tự kiếm tiền nuôi thân. Thì gia đình nghèo túng, anh một một gánh nặng gia đình thì anh lại bỏ vào Nam, bỏ vào Sài Gòn trên một chuyến tàu thủy. Và vào trong Sài Gòn thì anh rất là cuộc sống anh cũng khá khổ. Anh ban đầu anh làm nghề đạp xích lô nhưng mà không quen đường, lại nhiều lúc khách là lại xuống xe hay đi xe khác và thậm chí không trả tiền cho anh. Sau đấy thì anh được một người bác họ là xin vào một cái làm nghề một cái xưởng điện, và anh cũng thay đổi cái chỗ chỗ làm lần thứ ba là ổn định. Thì đúng lúc này thì cái thời kỳ này là cái thời kỳ cái phong trào chống giặc Mỹ xâm lược và tay sai là ở các cái mọi tầng lớp nhân dân là phát triển rất là mạnh mẽ. Những cuộc biểu tình của sinh viên, rồi những cái cuộc rải truyền đơn và những cái cuộc đánh bom của các biệt động thành trong nội đô Sài Gòn nổi lên rất là mạnh. Thì anh Trỗi lúc này anh đã quấy sẵn cái lòng yêu nước, thì anh đã gia nhập cái đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giặc Ngồi đi theo cách mạng, và anh được các cấp trên đào tạo và trở thành một chiến sĩ giải phóng quân trong đội biệt động bí mật biệt động thành hoạt động trong ở Sài Gòn. Mặc dù là được tổ chức cho nghỉ ngơi để hưởng cái hạnh phúc, nhưng mà sau khi nhưng mà anh không 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 nghỉ ngơi. Mặc dù trước đó là anh cũng nhiều lần cũng muốn muốn bàn với chị Quyên là hoãn cái đám cưới lại, tuy nhiên anh không nêu rõ lý do vì vì tổ chức giao là nhiệm vụ rất bí mật, và tổ chức cũng đã muốn muốn anh cho anh nghỉ nghỉ ngơi rồi họ để hoàn nhiệm vụ sẽ nhận sau này, nhưng anh cương quyết là đòi tham gia cho bằng được. Trong lúc đấy thì anh cũng chuyên anh đi làm là về rất là muộn, thì cũng vợ anh là chị Quyên rất cũng nghi ngờ bản thân anh vì vì nhiệm vụ bí mật, anh kể cả vợ anh cũng không không cho biết cái nhiệm vụ bí mật này, và được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Thì anh Trỗi cùng đồng đội đã bàn cái kế hoạch đặt mình vào công lý là nhân cái bộ trưởng quốc phòng McNamara Mỹ và đại đại sứ Cát Bút Lốt đến thị sát Việt Nam là tháng 5 1964. Trước cái giờ phải đoàn Mỹ đi qua công lý thì địch canh gác cực kỳ khắc mật và lùng soát rất là kỹ. Thì cách này thì tim cũng chưa 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 ưỡi lắm, sẽ hoàn thiện sau này. Và cái cách này là cũng gặp đang làm giữa chừng chưa xong, là không may cái nó không may thì được cái phát hiện qua một cái sợi dây điện nó bị nổi bồng bình trên trên cái mặt nước ấy.
Thì bị địch phát hiện và lần theo cái chiến lược dây điện đấy và phát hiện ra cái quả mìn và và anh trỗi cùng anh lời để đặt đặt bom quả mìn trên cầu Công Lý và địch anh thì bị địch bắt vào địch bắt anh thì thì tra tấn rất là dã man, gồm có thể dùng những cái cực hình như thời Trung Cổ đó kìa. Các anh chị có nhìn thấy trong một cái phong trào thắng là gồm đinh ghim này, rồi thòng lọng này, rồi dây treo, rồi dùi cui, rồi các cái thiết bị điện vân vân. Nói tóm lại là những cái thiết bị tra tấn cực kỳ dã man và không khuất phục được cái tinh thần anh trỗi. Tra tấn anh dã man và không làm không làm lúc này được cái tinh thần của anh thì địch lại lại một cái chiêu trò khác là đưa vợ anh trỗi vào để hòng làm mềm lòng anh để lung lạc tinh thần anh. Tuy nhiên chị Quyên cũng không khuyên anh đầu hàng để và rất thông cảm chồng. Đến lúc này thì chị Quyên đã biết được cái người chồng mình là người như thế nào và anh có những cái câu phát biểu rất nổi tiếng. Còn thân mình thì không ai có hạnh phúc nổi cả. Và khi không 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 tra tấn anh dã man mọi đủ mọi cực hình thì không có được kết quả, không lung lạc tinh thần anh thì nó đưa ra nó dụ dỗ mua chuộc vẽ ra anh một cái cuộc sống xa hoa vừa đẹp con thơ về cuộc sống xa hoa phồn vinh ở Sài Gòn, nhưng điều đấy cũng không làm lay chuyển được tinh thần của anh trỗi. Và anh nói thẳng vào cái bàn tay sai là sống như các người tôi không sống nổi, sống như thế tôi thà chết còn hơn. Và khi một cái viên cảnh sát trưởng hỏi anh vừa đẹp hạnh phúc như này con anh mày còn muốn gì nữa, anh nói thẳng tao chỉ muốn giết hết bọn Mỹ ở miền Nam, tao muốn miền Nam được giải phóng, rất là khẳng khái. Và lúc đấy thì đồng thời chị Quyên cũng bị ba bọn bắt ở tù ở tạm giam về cùng nhiều tù tù nhân chính trị khác. Trong này thì chị Quyên được các chị giác ngộ tập cho hát những bài hát cách mạng rồi giác ngộ cách mạng và dần dần thay đổi tư tưởng và đi theo cách mạng từ đây. Sau một thời gian dài thì cũng không không khai thác được chị Quyên bởi vì chị Quyên không không liên quan về cái cách vì làm việc của tổ chức của anh trỗi thì nó bọn chúng là trả thả thì chị Quyên ra và chị Quyên thì về nhà là chạy vậy nhờ bố thuê luật sư cho anh trỗi và chế đông chế đáo thăm nuôi anh trong tù. Cũng làm thêm tăng ca các thứ, chỉ là làm chỉ quyền làm ở công nhân ở nhà máy bao Bạch Tuyết, Bông Gòn Bạch Tuyết, làm tăng ca để có tiền để nuôi thăm anh. Và những lần này chị cũng rất nhiều lần chị cũng chạy đông chạy đảo chạy bài này khác xin cho bằng được để vào thăm anh, tuy nhiên cái số lần vào được thăm anh cũng rất là ít ỏi thì địch không cho phép. Thì đã địch thì bằng mọi mọi cách đã không làm lung lạc được cái ý chí tinh thần của anh trỗi thì chúng là kết án đưa ra tòa án kết án anh trỗi và đề nghị ngay bí mật xử lý anh. Điều đấy không làm anh trỗi không hề nào đúng. Đây là lần cái cảnh này lần thứ ba thì Quyên được thăm anh trỗi. Chị mua rất nhiều quà để tặng anh, trong đấy đặc biệt là chỉ có một cái chiếc khăn chỉ thiếu trong tù thiếu một bài thơ để tặng anh và anh cũng vội vàng anh đọc qua thuộc cái bài thơ trên khăn và anh bảo chị cắt cắt đi kẻo sợ chị liên lụy địch nó bắt liên lụy. Thì đến lúc này có một sự kiện cực kỳ nổi tiếng cả thế giới, cái việc mà anh trỗi bị bắt và đưa ra xét xử không phải chỉ trong nước Việt Nam mà nó lan ra các cái nước trên thế giới, đặc biệt là những nước chống Mỹ như Venezuela. Và bên Venezuela người ta bắt được một đại tá Mỹ tên là Sid Mollet, người ta đòi đội mạng anh Nguyễn Văn Trỗi. Tuy nhiên thì cái việc thì địch nó lật lọng nó không sau sau khi mà bên Venezuela trả đại tá Mỹ thì chúng lại vội vàng là đưa ra anh chuẩn bị mọi thứ để đưa anh Trỗi ra xử bán và chúng đóng kín cửa cái khám chí hòa là nơi cái khám gọi là khám tử tù và không cho người thăm nuôi vào và chuẩn bị chở quan tài trên xe các đồng chí thấy các anh chị thấy và đây là cái cảnh anh trỗi được dẫn ra trường bắn và trên cái trường bắn thì ở đây anh trỗi với tinh thần rất là hiên ngang bất khuất
anh ra sân các chị thấy đây là một kiện thực mà chúng tôi đã biến hóa thành một cái ảnh ảnh số. Thì vẻ mặt anh cực kỳ kiên cường với tinh thần lạc quan thiên tưởng, một ngày là miền Nam đã được hoàn toàn giải phóng, đất nước toàn vẹn thống nhất. Anh giật phân cái bảng dạy bằng băng đen che mặt và nhìn Tổ quốc lần cuối. Một một ký giả hỏi anh có tiếc gì trước lúc chết. Anh bảo tôi chỉ tiếc là chưa diệt được thằng McNamara và một cha của linh mục đến đòi rửa tội cho anh. Thì anh bảo kẻ có tội không phải là tôi, kẻ có tội chính là bọn Mỹ. Thì lúc đấy chúng ta đã sự bằng anh và anh đã những cái câu câu nói của anh ở trước lúc mất đã làm lay động biết bao nhiêu lòng người. Anh hô lớn hãy nhớ lấy đời tôi, đã tặng quyền khánh đạo đế quốc Mỹ, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, hồ chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, hô ba lần như thế. Và cái tinh thần bất khuất của anh đến cái phút cuối cũng đã làm cho bọn địch là run sợ. Và để tưởng nhớ đến anh thì đồng đội, gia đình và nhiều nhiều bạn hữu, bà con cũng đã đến thăm viếng anh, cái mộ của anh, thì viếng mộ anh. Và đồng thời ở một cái chùa Khánh Hội cũng người ta tổ chức một cái lễ cầu siêu rất là lớn cho anh. Cái đây thì bên nhóm tác giả chưa đưa vào được cái cảnh cầu siêu của cái chùa Khánh Hội thì nó thêm phần thuyết phục nó đẹp hơn. Thứ hai thì cái phong trào mà vậy là từ khi anh trội bị tự 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 tử hình thì cái phong trào kháng chiến trên toàn quốc nổi lên rất là mạnh mẽ, lại nói gương anh trội và phong trào giết giặc trả thù anh trội nó được rộng khắp cả nước trên mọi tầng lớp, từ bộ đội đến dân quân du kích đến trong người dân trong lòng địch vân vân. Và đây là cái cảnh mà nhóm tác giả liên tưởng đến ngày chiến thắng 30 tháng 4. Thì ở đây thì cái ý tưởng của tác giả thì chỉ quyên là nhìn trên bàn thờ cái di ảnh của chồng. Và ngoài phía ngoài kia thì ngoài cửa sổ là cái cảnh reo hò chiến thắng 30 tháng 4. Và chị nghĩ rằng là đây là cái nguyện vọng của anh trội, nguyện vọng lớn lao của anh đã được toại nguyện. Anh chị nhìn di ảnh anh với vẻ mặt vui và tưởng niệm. Như vậy thì anh cái niềm vui cái mơ ước quá lớn lao của anh trội đã thành hiện thực và anh sẽ ngậm cười lên chín suối. Và để ghi ơn của anh thì người người ta đưa cái đưa đưa mộ quan mộ nhờ cái chi hài của anh về cái nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời ở Điện Bàn Quảng Nam thì người ta cũng lập một cái khu nhà tưởng niệm của anh Nguyễn Văn Trỗi. Đó. Và cái tượng đài liệt sĩ. Và đây là cái cảnh nhóm tác giả có ý tứ lựa đưa vào là cô giáo dẫn một đoàn học sinh đi thăm để giáo dục các em về cái tinh thần yêu nước, về cái của anh Nguyễn Văn Trỗi, rằng là cái tinh thần bất khuất của anh là cái tấm gương sáng soi rất sáng chói để noi gương cho thanh thiếu niên những học sinh để học tập. Nhóm tác giả thực hiện theo cái dự án của thầy, ý tưởng dự án của thầy Cao Vương là giám đốc học viện ấy, và cố vấn và chủ dự án là thầy Nguyễn Công Huy. Và nhóm tác giả gồm những anh chị em, bốn anh chị em sau: tôi Lê Văn Khoa, thứ hai là anh Nguyễn Anh Tuấn, thứ ba là chị Phạm Thị Hằng và thứ tư là chị Linh. Đây xin phép dừng cái bài trình bày và mong các anh chị em, mong thầy có những cái ý kiến đóng góp xác đáng chi tiết. Càng soi chừng nào thì nhóm sẽ làm tốt thêm từng đấy, mà hy vọng rằng rồi sau cái lời những lời góp ý này thì nhóm tác giả sẽ cùng là để sống lại với nhau để hoàn thiện cái tác phẩm nó tốt hơn và đạt được cái yêu cầu của ban quản lý dự án. Xin hết ạ. Ok, xin cảm ơn anh Khoa, hay quá. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ góp ý bằng cách viết dưới mục chat và chúng ta sẽ chấm điểm luôn nhá. Được không ạ? Chúng ta sẽ chấm điểm luôn. Anh Khoa tắt màn hình xe giúp em với nhá. Vâng, ok. Đầu tiên chúng ta chúc mừng team anh Văn Khoa, một cái câu chuyện rất là hay, kèm theo tranh cũng rất là đẹp nữa. Đó, và chúng ta sẽ cho điểm team anh Văn Khoa được không ạ?
Anh chị em có những đóng góp ý kiến gì cho Tim Anh Văn Khoa thì chúng ta sẽ đóng góp bằng tin nhắn ở dưới mục chat để Phương có thể là lưu được cho 8 điểm à, 9 điểm à, nhiều điểm quá. 9 điểm, 9 điểm, wow, tuyệt vời. Cảm ơn anh chị em, tất cả anh chị em đang có mặt ở trong Zoom là chúng ta cho điểm hết nhá. Tất cả, đúng không ạ? Ok anh chị em. Thì chúng ta sẽ cho những cái nhận xét ý kiến ở dưới mục chat giúp em, được không ạ? Hình ảnh lộn xộn, không thống nhất phong cách ảnh, các ảnh tranh lẫn lộn. Đó. Chúng ta lưu ý những cái lời đóng góp nhá. Phong cách chưa thống nhất. Đó, chúng ta cứ cứ comment đi ạ. Nhân vật chính chưa thống nhất. Ok. Team chị Quốc Dung còn đây không ạ? Chị Quốc Dung Chị đi đang đâu nằm rồi? ngoài đây nãy giờ em ơi. Ủa em không thấy chị hả? À em thấy rồi. Ok, chị đã sẵn sàng chưa ạ? Team chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng em ơi. Ok, sau sau team chị Quốc Dung thì đến team thầy Huy chuẩn bị. Chúng ta Chị cứ đóng đúng góp ý rồi. kiến cho team anh Văn Khoa nhé. Anh Văn Khoa sẽ gửi truyện tranh của mình lên nhóm cam kết và đội support soi họ sẽ soi cho anh kỹ hơn và họ sẽ ghi những đóng góp ý kiến cho anh ở nhóm cam kết nhé. Ok, cảm ơn anh Văn Khoa. Xin mời chị Cảm ơn chị. Quốc Dung Trần. Trước hết thì chị nói về tại sao lại có cái chủ cái bài các câu chuyện này, thì thứ nhất là khi mà nghe nghe có cái phát động cái buổi vẽ truyện tranh thì chị rất là mê vẽ, mặc dù mới mê làm cái truyện tranh nhưng mặc dù là mình kỹ năng mình thì cũng còn hạn chế khá nhiều, và cũng đăng ký, cũng không dám là đăng ký về cái kịch bản, nhưng mà thì trong quá trình đó thì thấy là chắc là thấy ít cái ý tưởng kịch bản ít quá nên bắt mình bắt đầu mới ngồi xuống để suy nghĩ cho mình cái chuyện để mình được được vẽ luôn. Thì khi mà nói về cái không ngày thống nhất đất nước đó, thì mà về chị á, thì cũng có một số cái mình cảm nhận được vì lúc đó cũng được 7 tuổi, và trong cái quá trình cuộc sống á, thì mình cũng thấy có rất là nhiều cái tấm gương đó, những cái người mà hy sinh thầm lặng mà thật sự là rất là nhiều, họ không có đòi hỏi gì hết, nhưng mà trong cái câu chuyện mà chị đưa lên á, câu chuyện hôm nay mà làm á, thì ý nói là cái cuộc chiến tranh này á, ngoài những cái con người mà họ tài giỏi và có tiếng tăm thì có những con người thầm lặng và có thể gọi là vô danh, họ tất cả những con người của Việt Nam, những con người của đất nước Việt Nam đóng góp mỗi người một ít nhiều, có khi là xương máu của họ để có cái ngày thống nhất, có cái ngày thống nhất để chúng ta có được như ngày hôm nay. Thì trong câu chuyện đó là cái ý của chị là như vậy, và chị kể lại những cái nhân vật, những cái câu chuyện trong đây thì nó có nhiều cái là sự thật nhưng mà mình kết nối nó lại để đưa ra thành một câu chuyện, và đây Chị là một Dung ơi, chị Dung cái ơi, chị cho mặt chị ở giữa camera được không? Cho nó sáng sáng này, nó đẹp lên, mọi người đang nhìn chị ạ. đợi xíu để canh Và không biết mình ở đâu thôi. rồi đẹp rồi đấy, xinh thế này cơ mà. Đấy tối om. Ok, đẹp rồi, bây giờ mình vào thẳng chuyện luôn chị nhá. Dạ. Chị xem màn hình đi ạ. Ủa khoan nè, xem màn hình. Đợi xíu, để xem màn hình. Đây là câu chuyện với cái tựa đề mới tạm tạm gọi thôi, chưa chưa có thống nhất lắm nha. Đó là ký ức của bé Hạnh Quỳnh về ngày thống nhất. Và câu chuyện bắt đầu thì thật ra là câu chuyện này thôi kể vô luôn, nói luôn, tại một cái quán cà phê. Chào em, Chị chị bấm tô cho vào, to đi chị cho to hết full màn hình đi ạ, giống như anh Khoa nãy ạ. được rồi phải không thầy? Rồi, Chưa chưa ok rồi rồi. rồi dạ
em bỏ qua những cái tức là nhìn vô biết là cảnh quán cà phê rồi nên không có giải thích nha thầy. Chị đọc giống như là người ta đọc truyện tranh ấy, bây giờ người ta đọc truyện của chị người ta Em không không nghe cái giải thích đâu. chào em, hẹn chị ra quán cà phê chắc là có chuyện gì kể cho chị nghe phải không? Đang có một cái dự án truyện tranh mừng ngày 48 năm thống nhất đất nước. Chị tham gia với em chứ? Chủ đề nghiêm túc đó em. Nếu mà nên nhiều sự kiện lịch sử và đòi hỏi phải có sự nghiêm túc. Ngày 30 tháng 4 cũng có nhiều có chị cũng có nhiều ký ức. Khi đó chị là một đứa bé con 7 tuổi. Nhưng cũng có rất là nhiều cảm nhận về những ngày cuối kết thúc những năm tháng đất nước phân chia. Thế thì chị tham gia với em, đăng ký với em đi, chị em mình cùng chiến. Đấy thấy chưa, chị dựa vào ký ức tuổi thơ của chị. Chị mà làm thôi, tham gia cùng em nhá, em đăng ký luôn đây. Trời đọc kỳ quá. Ủa sao ta? Chị hãy kể đi những ký ức của chị vào thời điểm ấy. Thế thế nào chị kể em nghe. Để chị em mình cùng bắt tay vào việc. Chị Hạnh Quỳnh, cũng 48 năm rồi. Nhanh thật, chị khi ấy là một cô bé Hạnh Quỳnh 7 tuổi. Ôi, chết cha không biết sao nó chảy dữ vậy thầy. Chỉ bấm một nút thôi. Để cho chắc vậy thì Mũi dễ tên, chỉnh. chị dùng mũi tên chị bấm một cái là nó nhảy, mà nó giống như slide mà chị. Bấm phím mũi tên qua lại. Mũi tên ở đâu? Chị cho phone màn hình ra xong chị dùng cái mũi Rồi thấy rồi, tên. đây là phải không thầy? Đúng rồi, chị bấm một cái nó chạy, nó nhảy một cái. Thế rồi nó đây, nó bị dướng mấy cái này không đọc được đây. Khi ấy Hạnh Quỳnh là cô bé 7 tuổi, sống cùng gia đình gồm ba má cùng với anh chị và em trai, sống trong căn lầu 3 tầng trong khu phố Bình Yên của Sài Gòn phồn hoa đô hội. Nơi đây có nhiều nhà tri thức, có tầng lớp nghệ sĩ, cũng có những nhà buôn mà hiện giờ người ta gọi là dân kinh doanh, và có cả những người nước ngoài sinh sống. Xin chào. Chào anh chị Bảy và các cháu. Dùng mũi tên trên màn hình được. Chị dùng mũi tên phím bằng phím hoặc là phím enter cũng được. Có chuyện này vui lắm, ai có muốn nghe chị kể không? Cái này ghi bị sai mất chữ. Có. Lúc nãy đi học về, tụi chị và mấy đứa thấy thấy ông Mỹ cao lớn lên lên lầu về cái phòng của ổng đã thuê của nhà mình đó. Tụi chị lén đi theo sau ổng. Mắc cười quá. Ê tụi bay, ông Mỹ cao lớn như vậy chứ ổng sợ việc cộng lắm nha tụi bay. Chỉ cần có việc cộng ở đây là ổng chạy bắn khói luôn. Các em nói gì? VC hả? Chạy, ổng biết tiếng Việt tụi bay ơi. Ha ha, chạy. Ha. Làm giật cả mình, chạy té khói. Vui thiệt, mắc cười quá trời luôn. Ha ha, ha ha. Chưa qua. Quay lại cảnh hai người nói chuyện tiếp trên đường phố Sài Gòn. Nhấn mũi tên sang bên phải ạ, mũi tên trên trên bàn phím của chị nhấn sang bên phải. Ba chị là một người đàn ông bình thường lo gia đình. Chưa chạy ra, chưa nhảy. Ủa thấy rồi mà thầy trên màn hình À, sao Huy nó không nhảy, chị thấy bấm chưa thầy? chưa Thấy được. thấy của màn hình chị thôi, còn màn hình của em chưa thấy. Chưa thấy, chưa thấy. Chị Ủa chưa chưa chuyển trang đâu, vẫn ở trang cũ đấy.
Không, chuyển ra rồi, thấy rồi thầy. Chị Ôi. ra cái màn hình full ấy, chị ra cái màn hình full ấy. Xong rồi chị bấm xong mũi tên sang bên phải. Rồi, thấy vậy thầy thấy chưa? Chưa? Chưa luôn. Chưa. Vâng, vẫn là màn hình cũ thôi. Chưa ra trang mới. Cái màn hình có cái nhà thờ Đức Bà. Chưa có. Chưa có hả? Ủa sao kỳ vậy? Thôi vậy thoát ra rồi quay trở lại như nào. Tắt Vâng, đèn rồi. tắt xe. Không phải tắt xe, đừng tắt xe. Ôi chết, tắt rồi. Chị để không cần full màn hình được. Rồi thầy thầy thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Kể thêm về ba chị đi. Ba chị là người như thế nào? Ba chị là một người đàn ông bình thường, lo gia đình. Trong trí nhớ non nớt của chị, lúc đó ba thì chỉ là một người làm nghề điện, nhận làm cho nhà dân, đến cả các công trình điện của các hãng. Có khi ba làm điện cho các công ty của Mỹ. Nhà chị khá lên từ việc làm của ba. Khi có tiền thì ba lại mua đất, xây nhà và cho thuê có rất nhiều người nước ngoài thuê, chủ yếu là Mỹ. Tuy nhiên, tuy vậy, ba vẫn âm ỉ lòng yêu yêu quê hương em ạ. Ba chị lúc đó thường sang nhà bác Sơn là chủ hiệu buôn gạo, cũng có tiếng thời đó để trò chuyện. Chị hai chị thì rất là thích kẹo lính Mỹ. Tuổi thơ luôn vui bất chấp hoàn cảnh chị ha. Chuyển cảnh thấy chưa thầy với cả nhà ơi, cả nhà mình ơi, thấy thấy cảnh chuyển chưa? Thế Có, rồi. em thấy thôi, em tưởng chị đã Có đọc thấy, câu chuyện. Tại vì nãy giờ thấy không có chuyển được nên mỗi lần chuyển phải hỏi. chắc là chỉ đọc nhanh 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 thì hoặc là học tóm tắt thôi, đâu phải đọc hết cả. Chú Bảy đi việc này nha, những gì máy ảnh cần thì đã gom đủ, các thông tin cần thiết thì anh sẽ cho chú mày hay sớm. Dạ chuyện đó em có thể lo. Hạnh vừa lâu 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 lại có một chuyến đi về Hóc Môn, nơi có nghĩa trang của dòng họ ở đó. Ba Hạnh Quỳnh vào nghĩa trang thắp nhang cho mộ nội, rồi đến đám đông tụ tập chơi đá gà để đứng xem hiệp mới rồi nha. Sau khi thắp nhang cho các ngôi mộ của dòng họ, ba Hạnh Quỳnh ghé đến chỗ người ta chơi đá gà đứng xem, rồi nhẹ nhàng đặt vali nhỏ màu đen bên góc một ngôi mộ. Sau đó ba Hạnh Quỳnh nhẹ nhàng bước ra khỏi khu nghĩa trang, lên xe về lại nhà. Đá cho nó chạy, đem tiền về đi con, đá mạnh lên lên cửa nó. Anh sửa giúp em cái máy may. Anh sửa giúp em rồi qua Bắc Sơn, tụi nhỏ muốn có thêm đồ mới để anh xem nó bị gì rồi sửa cho em, có cái may vá cho con. Bà con ơi, Bắc Sơn bị lính bắt đi rồi. Quay lại. Ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa chỗ kia đâu? Ủa sao nó lộn chỗ vậy? À thì mất, mới nãy mất anh. Sau này nghe ba kể lại, ba làm theo bác Sơn, bác giao việc cho ba thì ba chị đi như thế. Ba nói ba chỉ là một giao ly thôi. Ba chị cứ nghĩ một một người chỉ biết công việc và vợ con thôi, nhưng đúng là lòng yêu nước thì con người nào bình thường nào cũng có. Như vậy ba chị vào nghĩa trang thắp nhang cho nội chị chỉ là một cái cớ để gặp bà, để trao cặp tài liệu, và cặp tài liệu đó trao cho ai chị biết không? Còn bác Sơn thì sao chị? Còn bác Sơn thì vào khoảng tháng 2 năm 1975, hôm đó ba chị tính sang nhà bác Sơn thì má chị nhờ ba sửa máy may để may đồ cho tụi chị. Lúc đó mới đến cái này.
Anh sửa giúp em rồi qua Bắc Sơn, tụi nhỏ muốn có thêm đồ mới để anh xem nó bị gì rồi anh sửa cho em để có đồ may, có cái may giá cho con. Bà con ơi, Bắc Sơn bị bắt, lính bắt đi rồi. Anh Sơn bị bắt, trong thời điểm này thì sợ lành ít dữ nhiều. Em cũng chỉ biết cầu xin mọi việc bình yên. Rồi bác Sơn thế nào hả chị? Ba chị chỉ vì chuyện đó mà buồn cả một thời gian dài. Ngày hôm sau gia đình bác Sơn lên đón xác bác Sơn về, nghe nói họ nghi bác Sơn là Việt Cộng nằm vùng, nhưng tra khảo bác không khai, rồi bị dí điện cho tới chết. Hôm đó má chị không nói, ba chị nán lại sửa máy may cho giúp cho má, thì không biết chuyện gì xảy ra với ba. Anh Sáu lâu ngày mới lên chơi, anh cứ tự nhiên nha anh. Anh ổn hả anh Tư Cò? Còn anh Sáu thế nào, có khỏe không? Anh em tôi tự nhiên nhiên lắm chị Bảy ha ha. Anh thấy tôi biết tôi anh thấy tôi là biết tôi ổn, còn anh họ anh Sáu hả, hôm rồi thấy tôi bệnh ảnh dành đưa mấy ông sang sông, mấy ảnh sang sông. Anh Quỳnh xuống nhà sao chơi với sang nhà sao chơi con, để ba với bác nói chuyện. Con thích ở đây chơi thôi à. Chiu chiu lộ rồi, chạy đi nhanh đi. Anh Sáu trúng đạn rồi, tôi ổn đừng lo, an tâm mọi người sẽ thoát an toàn. Ôi chiến tranh, mong hòa bình cho đất nước. Hôm đó anh Sáu chèo đò đưa máy ảnh sang sông thì gặp tụi lính, bọn tụi nó bắn theo ảnh trúng đạn nhưng vẫn đưa được anh em về nơi an toàn, còn ảnh thì do vết thương nặng quá nên qua đời. Chiến tranh thật là tàn khốc, chỉ mong hòa bình cái chỗ đó. Má ơi, sao mấy hôm nay thay đổi tổng thống hoài vậy? Có mấy ngày mà ba thay 3 lần rồi. Từ tổng thống Thiệu rồi sang ông Trần Văn Hương, vừa mới mấy ngày thì lại đến ông Vương Văn Minh rồi. Xem tivi kìa, đánh nhau quá trời luôn. Mấy hôm nay tụi con ở trong nhà nha, không được ra đường đó. Đất nước sắp thay đổi, tụi con chơi trong nhà thôi ha. Em bé để má trông. Mình à, anh chở ông sĩ quan Mỹ ra sân bay nha. Biết là em lo nhưng họ nhờ thì mình giúp em ạ. Ở nhà lo cho các con, anh về liền. Mình đi mau về. Về mau, em và các con chờ. Anh đi cùng tôi sang Mỹ luôn luôn đi, vì quay về cũng nhiều nguy hiểm lắm. Chuyến này đi về nước chắc không còn gặp lại anh Bảy. Anh đi về Mỹ, anh đi cùng tôi sang Mỹ luôn đi, vì chuyến này quay về cũng nguy hiểm lắm. Cảm ơn anh, đây là quê hương tôi, vợ con tôi đang chờ tôi về. Tôi phải về với vợ con tôi anh này. Tới sân bay rồi. Tạm biệt anh Bảy. Về nhanh, vợ con đang chờ. Máy bay trực thăng lớn quá, họ bắn nhau kìa. Sạch 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 sạch. Chiêu chiêu. Người tao quăng đồ nhiều quá à. Lần đầu tiên mới thấy cảnh này em sợ quá. Mấy đứa vào nhà cho má. Vào ngay nhà ngay cho má. Dạ má. Vô má giận, nổi giận rồi. Tao nghe mấy bà kia nói là Việt Cộng ác lắm đó.
Lần đầu tiên tao mới thấy chiến tranh sợ thật. Mày nói tào lao, ba má tao nói, họ là người Việt Nam đánh trận cũng vì muốn đem lại hòa bình cho đất nước. Là họ mà đi tới đâu á hả? Người ta nói là họ mà đi tới đâu á thì ức hiếp đồng bào ghê lắm. Ai mà sơn móng tay là bị rút móng, đàn ông là bị giết, đàn bà là... đàn bà con gái là cho mấy người lấy một ông Việt cộng luôn. Má tao nói mình ở nhà không biết hết chiến tranh gì đâu, chiến tranh tàn khốc, khốc liệt và tang thương lắm. Má nói trời, cái đó nó nằm sát quá này, nó không nhìn thấy này. À, chỉ mong hòa bình thôi. Nghe sợ quá. Chị ơi, cho em xin bộ quần áo cũ của chồng chị để em về quê, để em phải về quê mặc thường phục cho an toàn chị. Nếu được cho em xin luôn chị. Chờ tôi xíu tôi mang xuống ngay cho. Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân luật Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí, đầu hàng, không điều kiện quân giải phóng miền Nam. Nãy giờ họ nói ra rã luôn. Nói vậy là mấy ông Cộng Hòa thua, mấy ông Việt Cộng rồi hả? Nãy giờ họ nói ra rã rồi chị khỏi hoài. Má nói má thích hòa bình để má về thăm ngoại. Má nói hòa bình rồi thì mình thích đi đâu trong Việt Nam cũng được, không bị ngăn cách nữa. Muốn ra đường đón đoàn quân giải phóng quá. Em xin mà má nói là mai mai má cho đi. Em thích hòa bình, em sợ nhau lắm. Đoàn quân giải phóng đến rồi kìa, bộ đội cụ Hồ tới rồi. Hoan hô các anh bộ đội, chào chào các anh bộ đội Việt Nam, các anh bộ đội Việt Nam muôn năm. Hoan hô bộ đội cụ Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam thống nhất muôn năm. Cái chỗ này á, thường cái hình vẽ những cái cờ này nè là trên mạng vẽ bằng cách nào cũng không được. Và cuối cùng là mình phải chơi chiêu trò ghép những nó mới ra được mấy cái lá cờ này, chứ còn ai vẽ thì đều ra cái lá cờ đỏ sao vàng hết. Thôi tiếp tục. Cái này chắc cần cũng có những lời diễn tí xíu. Chúng ta cùng hát bài bài hát như có Bác Hồ. Cùng hát bài hát như có Bác Hồ, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Và em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng. Hôm nay vui quá, nhưng giờ anh đói bụng quá. Đang vui mà kêu về. Về đi, đâu cũng đói bụng rồi nè. Đi vui không tụi con? Dạ vui lắm má. Nhưng con đói bụng quá, con đói bụng rồi. Ủa? Sao đi ra tút? Đợi xíu. Cái này chắc phải có thêm một số lời dẫn nữa. Phải không? Cũng không đủ. Ok của chị xong chưa ạ? Chưa, còn một xíu nữa thầy, tự nhiên lít cái nó chạy mất tiêu lên trên thầy, nó chạy ngược trở Tôi lên. có ý kiến cắt ngang lời chị này, mà chị có thể tóm tắt từng slide được, không cần đọc liệt ra thế đâu, nó dàn trải lắm. Không, gần hết rồi, còn ở đây còn có một trang hai trang nữa hết rồi. Phải 23 slide mà. Lâu dữ rồi mình mới gặp lại 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 nhanh tư còn. Hôm nay nhậu cho đã ha. Cuối cùng thì đất nước cũng thống nhất. Tôi ghé qua thăm anh, thấy anh khỏe tôi mừng rồi. Chị Bảy và mấy cháu ổn hả anh? Hôm nào rảnh tôi ghé thăm sắp nhỏ nha.
Tụi mình gặp lại anh, gặp lại ba Hạnh Quỳnh, bác Tư Cò vui lắm, dù mất một phần thân thể sau cuộc chiến tranh, nhưng bác vẫn yêu đời, yêu người, vì tổ quốc là và thấy vì tổ quốc là nghĩa vụ của người con đất Việt, bác vui đời Điền Viên. Cái dưới này đặt không được thì nó bị tới che rồi. Tôi về thành phố, anh ở lại giữ sức khỏe, hôm nào rảnh tôi lên chơi, tụi mình hạnh phúc hơn bao đồng đội. Rồi nha anh Bảy, mình còn cái mạng để về với vợ con, còn mấy anh em. Thôi anh về mạnh giỏi nha, đất nước hòa bình, có ai ngăn sông cách chợ gì đâu mà lo. Rồi tới đây là còn một cái tờ này là tờ kết, mà ngưng tờ kết chưa làm, có tờ đó nữa là kết. Ok chị Dung, cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Nghe chị đọc cái giọng nói rất là dễ thương, hình ảnh cũng rất là đẹp. Ok, chúng ta cùng chúc mừng team chị Dung đi ạ. Hãy chúc mừng team chị Dung và sau đó là chúng ta hãy cho điểm và đóng góp ý kiến. Cho điểm trước ạ, và chúng ta sẽ từ từ chúng ta đóng góp ý kiến chat ở dưới mục chat giúp Phương nhé. Và Phương sẽ đưa những cái số điểm và đóng góp ý kiến này vào team cam kết để team chị Dung có thể là đọc được. Chúng ta cùng cho đi ạ. Tất cả anh chị em đang có mặt ở trong Zoom, chúng ta cùng cho điểm team chị Dung ạ. 9 điểm, chúc mừng team chị Dung. 7 điểm, tiếp đi anh chị em ơi. 8 điểm, chị Linh 8 điểm, chị Phương 8 điểm, 8,5 điểm anh Thu. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Kim Hà 8 điểm, Đoàn Hiền 8 điểm. Cảm ơn anh chị em, chúng ta hãy cùng đóng góp ý kiến nhé. Và chúc mừng chị Dung và team chị Dung đã hoàn thành xuất sắc cái cuốn truyện của mình, và chúng ta sẽ cùng nhận gạch đá đúng không ạ, ở trong nhóm cam kết và tinh chỉnh cái câu chuyện của mình để cho nó hoàn hảo hơn, và chị Dung sẽ gửi cái cuốn truyện của mình ở trong nhóm nhé. Và bây giờ thì trong khi chờ anh chị em đóng góp ý kiến ở trên mục chat thì Phương sẽ giới thiệu team thầy Quang Huy, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là thầy Quang Huy sẽ trình bày cái cuốn truyện của mình, và chúng ta hãy lắng nghe và cho điểm và cũng như đóng góp ý kiến cho thầy Quang Huy của chúng ta nhé. Xin mời thầy. Ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn Trần Phương. Và Huy sẽ đi thẳng vào câu chuyện của mình luôn, cũng không giới thiệu nhiều. Các bạn. Cái câu chuyện này thì anh chị em nhìn thấy cái tên ấy, đó là gì ạ? Bí mật nữ điệp viên xinh đẹp. Đấy. Và tác giả là bạn Đoàn Thị Thu Phương và Nguyễn Quang Huy cùng nhau đồng tác giả cuốn truyện này. Và cuốn truyện với ủng hộ dự án vẽ truyện tranh bằng AI mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 của Học viện AI. Được chưa? Rồi, câu chuyện bắt đầu. Rồi, miền Nam, Việt Nam, những năm 1942, tại một gia đình thương gia giàu có tại Vĩnh Long, nhà có hai cô con gái Mỹ Nhung và rất ham đọc truyện trinh thám, và Mỹ Linh thì rất hiếu động. Khi đó thì Mỹ Nhung 10 tuổi và Mỹ Linh 5 tuổi. Ước gì mình được trở thành một điệp viên giống như nhân vật trong truyện tranh này, Mỹ Nhung nói. Con gái chỉ cần lớn lên xinh đẹp và lấy được chồng tốt là may mắn rồi, sao con lại mơ ước thành điệp viên? Con thấy làm điệp viên rất ngầu, họ phải giỏi nhiều thứ, lại bình tĩnh để xử lý rất nhiều tình huống khó. Đúng thế, làm điệp viên không hề dễ, dễ dàng đâu, lại còn rất nguy hiểm nữa. Mẹ luôn là người yêu và ủng hộ con, nhưng đừng nghĩ đến việc làm điệp viên nữa nhé, ở nhà phụ mẹ bán vải đi. Hi hi, chính vì không dễ nên con mới thích. Với lại, con muốn góp phần cho cuộc chiến giúp giải phóng dân tộc và mong muốn sẽ có hòa bình để mọi người được bình an, hạnh phúc. Con quyết tâm sẽ học thật giỏi để góp sức cho đất nước và trở thành điệp viên tài năng. Con gái của mẹ là tuyệt vời nhất. Hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con, và mẹ cũng vui khi thấy con có suy nghĩ như vậy. Cô bé Mỹ Nhung tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần yêu nước đã bắt đầu cuộc hành trình từ đó. Bài học thứ nhất Mỹ Nhung đã học được từ mẹ. Cô tiểu thư đáng yêu Mỹ Nhung và em gái Mỹ Linh lớn lên với bài học của mẹ về tình yêu thương vô điều kiện. Cho dù con gái có làm những điều mà mẹ không mong muốn, nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ, dõi theo cô trên suốt cuộc đời cô đi. Cho mãi đến tận sau này, mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất. Năm 16 tuổi, Mỹ Nhung quyết tâm đi theo tiếng gọi của trái tim.
Với tình yêu tổ quốc vô bờ, cô trốn nhà vào chiến khu xin tham gia kháng chiến. Mặc dù biết bố mẹ sẽ không vui. Chị Ba, người hướng dẫn Mỹ Nhung ở căn cứ, hỏi: Em có biết chèo thuyền không? Có biết bơi không? Có biết nấu ăn không? Dạ, nhà em có 6 người giúp việc, nên bình thường em chỉ biết ăn, chơi, học và đọc tiểu thuyết thôi ạ. Em còn con nít lắm, hãy bắt đầu học từ những thứ nhỏ nhất, như học bơi, học chèo thuyền, đi đã. Chiến tranh khốc liệt lắm, không lãng mạn như trong tiểu thuyết đâu. Mỹ Nhung được các chị trong cục tình báo chỉ dạy rất nhiều, nhưng cũng luôn chê cô là tiểu thư nhà giàu, làm gì cũng không biết, chỉ biết mỗi đọc sách với ăn chơi. Bài học thứ hai cô học được từ chị Ba Minh: khi bắt đầu làm chuyện gì đó lớn lao, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ bé tưởng chừng không liên quan. Nếu bạn không thể hoàn thành thật tốt những việc bé như thế, không ai dám tin tưởng để giao cho bạn những công việc lớn hơn. Một thời gian sau, cô được giao nhiệm vụ đầu tiên đưa đón cán bộ qua sông. Mình đã tập và mình đã vất vả tập bơi, tập chèo thuyền rất chăm chỉ và cố gắng. Mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô đã gặp một người đàn ông bí ẩn, người thầy đã cho cô bài học quan trọng và cảm hứng định hướng dẫn lối cô suốt về sau. Phạm Ngọc Thảo, điệp viên huyền thoại: Chào Mỹ Nhung, cảm ơn em mấy hôm nay đã đưa anh qua sông rất an toàn. Vâng, em cũng rất vui được nhận nhiệm vụ và được biết đến anh Ngọc Thảo. Mà tại sao em lại nhận nhiệm vụ này thế? Anh nghe cấp trên nói em là một tiểu thư cành vàng lá ngọc cơ mà. Dạ, gia đình em tuy là tư sản nhưng lại rất mong muốn đóng góp cho cách mạng. Em cũng vậy. Đúng là một gia đình có truyền thống tuyệt vời, ai cũng mong muốn đóng góp cho cách mạng. Nhưng tại sao em lại chọn ngành tình báo? Bởi vì em thích đọc tiểu thuyết trinh thám, em ngưỡng mộ những điệp viên tài năng. Ha ha, điệp viên là người luôn phải chơi trò chơi sinh tử, luôn phải đấu trí với những bộ óc chai sạn tài năng hơn người. Phải là người rất bản lĩnh, tinh thần thép và sẵn sàng hy sinh tất cả thì mới theo được. Dạ, nhiều người lính trên mặt trận cũng phải đối mặt với những sinh tử hàng ngày, họ vẫn sẵn sàng cống hiến vì tổ quốc. Em thấy mình chỉ là một người nhỏ nhoi mong muốn góp sức cho cách mạng. Em có biết một thông tin bí mật có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc chiến không? Cuộc chiến thông tin không ồn ào, không phô trương nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi các tướng lĩnh muốn ra những quyết định, những chiến lược quan trọng, họ cần phải biết mình, biết người. Nếu không nắm rõ được thông tin, kế hoạch, nội tình địch, thì dù có đông quân thế mạnh vẫn có thể chui đầu vào bẫy và toàn quân bị diệt. Đó có phải là lý do mà Việt Nam chúng ta thường ở thế yếu trong các cuộc chiến chống ngoại xâm mà vẫn có thể chiến thắng các cường quốc phải không anh? Đúng rồi, vì chúng ta có những con người tài năng và một lòng cống hiến cho dân tộc, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, niềm vui cá nhân vì tổ quốc. Đó là những con người vĩ đại, họ chấp nhận sống không ai biết, chết không ai hay, làm những việc thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng cho chiến thắng chung của cả dân tộc. Và cứ thế, Mỹ Nhung mê mẩn những câu chuyện và bài học từ người thầy vĩ đại và tài năng Phạm Ngọc Thảo. Bài học thứ ba cô học được từ thầy Phạm Ngọc Thảo: chiến thắng của một tập thể, cả một dân tộc không thể không xây dựng lên từ sự hy sinh thầm lặng, từ những con người nhỏ bé. Thay vì ngồi chờ người khác mang đến hòa bình, hạnh phúc cho hàng triệu người, thì mình hãy là người đứng lên và góp một phần nhỏ vào mục tiêu đó, cho dù có thể phải đánh đổi cả cuộc sống. Anh Mười Hương, cục tình báo, cụm A18. Mỹ Nhung này, đợt này em rèn luyện học tập rất tốt, cấp trên có nhiệm vụ mới giao cho em đây, em đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa? Dạ, vậy thì tuyệt quá anh ạ. Anh Mười Hương, em đã cố gắng học tập để nhận được các nhiệm vụ quan trọng hơn rồi ạ. Em sẽ vào vai một tiểu thư gia đình tư sản giàu có, hỗ trợ giao liên cho đồng chí Hai Trung đang nằm ở vùng đang nằm vùng ở Sài Gòn. Gia đình em rất phù hợp với vai trò này, thật may mắn vì có một gia đình tư sản yêu cách mạng như nhà em. Vâng, em xin nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, em sẵn sàng nhận nhiệm vụ ạ.
Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, em phải trực tiếp vận chuyển thông tin từ hai trung về chiến khu và ngược lại. Cần đảm bảo giữ bí mật và an toàn cho cả hai phía. Giao liên là nhiệm vụ quan trọng và dễ bị bắt nhất. Vì thế, chúng ta tuyệt đối không được để lộ hay bị mất tài liệu mà tổ chức giao phó. Anh đưa em khẩu súng này đề phòng trường hợp bất chắc, nguy hiểm xảy ra để tự vệ. Dạ, em không, em nghĩ không cần đâu ạ. Em mang theo súng còn nguy hiểm hơn. Em sẽ biết cách để tự bảo vệ mình. Tốt lắm. Sống thật với con người mình mới chính là vỏ bọc dày nhất, kín đáo nhất. Và nữa, nếu bị bắt, nhất định phải giữ khí tiết. Người cách mạng thì quyết không khai báo. Vâng, em sẽ ghi nhớ. Bài học thứ tư cô học được từ thầy Mười Hương. Sống thật chính là vỏ bọc tốt nhất để không ai có thể phát hiện ra. Người cách mạng luôn phải giữ khí tiết, thà chết cũng phải bảo vệ đồng đội, bảo vệ bí mật, bảo vệ Tổ quốc. Sài Gòn, những năm 1960. Nhà của gia đình Mỹ Nhung trên đường Gia Long, một con đường rất gần phủ tổng thống. Mỹ Nhung đã trở về sinh sống với gia đình và sống đúng với cuộc đời của cô tiểu thư Đài Các trong một gia đình tư sản giàu có giữa chốn Sài Thành. Cô luôn nỗ lực học tiếng Anh, tiếng Pháp dưới sự hướng dẫn của anh Tư Cang và anh Hai Trung. Anh Hai Trung, điệp viên trong vỏ bọc nhà báo, tay chơi chó, chim gà, cảnh nổi tiếng Sài Thành. Mỹ Nhung học tiếng Anh rất nhanh mà phát âm cũng chuẩn. Cứ đà này thì anh không còn gì để dạy em nữa đâu. Dạ, cũng nhờ anh Hai Trung và anh Tư Cang hết lòng chỉ dạy em, không chỉ tiếng Anh mà cả những kinh nghiệm rất quý báu trong công việc. Cũng nhờ tiệm vải gia đình em khá nổi tiếng nên em cũng vừa giúp mẹ bán vải vừa kết nối được với một số người có gia thế trong chính quyền. Em nghĩ điều này sẽ tốt trong việc giao liên của em. Đúng vậy, hình ảnh càng sang trọng, quý phái, càng gần gũi với giới chính quyền, giới nhà giàu Sài Gòn thì càng dễ hoạt động. Cuộc chiến càng kéo dài, càng có nhiều người hy sinh, em hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc kết thúc cuộc chiến này để giải phóng đất nước. Một buổi sáng nọ, khi Mỹ Nhung đang ở cửa hàng bán vải, bỗng nhiên có tiếng gọi vội của anh Hai Trung. Mỹ Nhung ơi, đi ăn sáng với anh. Dạ vâng, anh đợi em chút. Nhưng chẳng có bữa sáng nào cả mà là một nhiệm vụ quan trọng. Một người giao liên của chúng ta vừa bị bắt mà anh cần chuyển gấp tài liệu này cho tổng bộ. Đây là 24 cuốn phim, những tài liệu quan trọng anh chụp được. Nó có thể giúp chúng ta kết thúc cuộc chiến này sớm hơn dự định. Vì vừa có người bị bắt nên có khả năng chúng ta rất dễ bị lộ danh tính. Hơn nữa, tụi lính đang dò xét rất gắt những tài liệu này. Nhưng tài liệu này cần gửi đến tận tay cấp trên càng sớm càng tốt. Thực sự rất nguy hiểm, nhưng không còn ai có thể thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn em. Em hãy nhanh chóng đi ngay nhé. Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Để tài liệu trong túi sách như vậy nguy hiểm quá, nó mà lục soát thì lộ ngay. Mà gấp quá rồi, hy vọng sẽ không bị chốt bắt dừng lại. Thôi, em đi cẩn thận nhé. Vâng, em luôn mang theo viên thuốc như anh dặn. Nếu bị bắt, em sẽ uống ngay, thề chết để bảo vệ bí mật, bảo vệ tổ chức. Xe của Mỹ Nhung do một đồng chí chuyên lái xe cho cô lao nhanh ra khỏi Sài Gòn. Sắp ra tới cửa ngõ rồi, sẽ có chốt chặn ở đây. Hy vọng là sẽ không bị khám xét. Có gì anh cứ bình tĩnh để em xuống xe xử lý. Đợt này có lệnh phải khám xét kỹ những trường hợp khả nghi. Hôm trước vừa bắt được một tên cộng sản qua chốt mình nên cả đội được thưởng đó. Ồ, có một xe đang tới kìa. Có xét không anh? Xét. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Lục xét kỹ cho tao. Vui lòng xuống xe cho chúng tôi kiểm tra. Sếp, có việc gì mà khẩn trương thế ạ? Em là Mỹ Nhung, bạn con gái trưởng ty cảnh sát. Hôm nay về quê ăn dỗ. Có gì các sếp xét nhẹ tay giúp em nhé. Chúng tôi làm việc theo lệnh cấp trên. Khám xét cho kỹ vào. Cớm, nóng giận, hại gan. Sếp đẹp trai, có gì cứ nhẹ nhàng hướng dẫn em. Em hứa sẽ nghe chỉ đạo mà. Chúng khám xét xe rất kỹ. Trong lúc đó, Mỹ Nhung vẫn đang nói chuyện với tên chủ huy để đánh lạc hướng. Các anh làm việc vất vả quá, em có chút hoa quả biếu các anh. Gọi là có gì các anh dơ cao đánh khẽ cho em kịp giờ về dỗ ở quê. Cô em hình như quê Bắc sao? Nghe giọng giống giọng Bắc lắm. Tên chủ huy có vẻ hạ giọng, nhẹ nhàng hơn sau khi cầm túi hoa quả có xấp đô la bên trong. Vâng, anh cũng ở Bắc ạ. Em quê ở Bắc Ninh. Nghe giọng anh hình như cũng ở Bắc Ninh ạ.
Anh cũng Bắc Ninh đấy. Hỏi sao mà cô em xinh thế? Đúng là con gái Bắc Ninh mà. Mà bạn em là con gái trưởng ty cảnh sát thật à? Dạ, anh đẹp trai cứ quá khen. Vâng, em quen với Khánh Vân, con gái của trưởng ty cảnh sát. Em cũng hay qua nhà bố ấy ăn cơm. Thế mà không nói sớm. Gái xinh mà sành điệu như em, anh nhìn là biết ra thế con nhà giàu rồi. Báo cáo sếp đã khám xét xong, không có dấu hiệu gì khả nghi ạ. Đã khám xét kỹ chưa? Dạ, khám đủ hết rồi ạ. Khám xong thì cho đi thôi. Vâng, cảm ơn các sếp nhé. Em xin phép đi ạ, cho kịp ạ. Khi cô chuẩn bị bước lên xe, đột nhiên có một tiếng gọi giật lại. Khoan, dừng lại. Mỹ Nhung giật mình, nhịp thở như tắc nghẽn, tim đập nhanh. Chẳng nhẽ chúng nghi ngờ mình sao? Còn chiếc túi xách của cô này chưa xét, thưa sếp. Làm sao bây giờ? Chúng mà xét cái túi thì xong đời. Một cuộn phim là đủ chết rồi. Đường này những 24 cuộn, không thể giấu nổi. Làm sao đây? Có khi nào mình phải dùng đến viên thuốc kia để giữ bí mật không? Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay sau đó, Mỹ Nhung lấy lại bình tĩnh và tươi cười nói: Các sếp nghi ngờ em là Việt Cộng à? Đây, các sếp thích thì khám đi. Còn người em nữa, các sếp muốn khám luôn không ạ? Người cô em thì phải khám kỹ. Đúng lúc đó, có hai tên lính chạy đến và nói: Thưa sếp, chuẩn bị có đoàn xe của cục tình báo đi đến đây. Chắc có việc gấp cần triển khai. Tập hợp mọi người đến đây mau, chuẩn bị tiếp đón đoàn của cục tình báo. Dạ, thế vậy còn xe của cô này thì sao ạ? Mau cho qua đi nhanh. Nhanh còn chuẩn bị để đội hình chỉnh tề để đón đoàn. Vâng, em đi luôn đây ạ. Mỹ Linh vừa đi thì một loạt xe quân sự, xe jeep ập đến chốt kiểm tra. Lệnh đặc biệt kiểm soát thật chặt người ra vào. Chiếc xe của cô chậm rãi lăn bánh, nín thở, nín thở. Phù, chúng ta chạy khá xa rồi, chắc chúng không đuổi theo đâu. Chúng ta an toàn rồi, thật hú hồn. Anh nghĩ quả này tiêu rồi cơ. Em đúng là rất bình tĩnh và xử lý rất khéo léo. Cũng chỉ là may mắn thôi ạ. À. Lúc đó chúng xách túi xách thì không chạy đi đâu được. May mắn cũng là một phần của năng lực. Không phải ai cũng có được may mắn, tài năng và xinh đẹp như em đâu. Bài học thứ năm cô học được từ nhiệm vụ vận chuyển 24 cuốn phim. Bình tĩnh và bình tĩnh. Dù có dối cũng không làm được gì, thậm chí là làm hư việc. Vì vậy chỉ có cách là bình tĩnh để xử lý mọi việc mà thôi. Vài tháng sau, tại nhà của gia đình Mỹ Nhung. Mỹ Nhung ơi, Mỹ Nhung. Dạ em đây, có tin gì vui mà anh Tư Cang vui thế? Tin vui, liên quan đến 24 cuộn băng mà em đã liều mạng mang về cho chiến khu đó. Nhờ những cuộn băng đó, chúng ta đã biết được kế hoạch chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Nhờ đó mà chúng ta đã tránh được các trận càn quét quy mô lớn. Không những thế, chiến khu quyết định sẽ tổng tấn công trong thời gian tới. Đây có thể là cuộc chiến cuối cùng giúp thống nhất đất nước. Công lao của em và Hai Trung là rất lớn đấy. Tuyệt quá rồi, như vậy chúng ta có thể sớm được hòa bình, không còn chiến tranh và đau khổ nữa. Em mong chờ đến ngày đất nước được độc lập quá. Và nhờ chiến công nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng của Mỹ Nhung, quân cách mạng đã tấn công vào Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968. Hết tập 1. Giai đoạn này là giới thiệu nhân vật thì Huy cho phép Huy là không không đọc cái phần giới thiệu nhân vật này nhá. Anh chị em có muốn đọc phần này không ạ? Có muốn, hay hay quá, đẹp Và nữa, giới thiệu nhân thầy vật thì đọc cũng Mỹ hay Nhung, luôn. Nguyễn Thị Mỹ Nhung thì là nhân vật Tám Thảo, biệt danh là Tám Thảo, là một sĩ quan tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam. Bà là thành viên của cụm tình báo H63, mà Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên chủ lực trong cụm, đóng vai một tiểu thư đài cát, làm thông dịch viên cho thiếu tá tình báo Mỹ và đã mang về rất nhiều tài liệu quý cho chiến khu. Cái người thứ hai là anh Phạm Ngọc Thảo, điệp viên huyền thoại, là điệp viên hoạt động độc lập, chỉ nghe sự chỉ đạo trực tiếp từ Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn. Nhiệm vụ là chui sâu, leo cao nhằm ảnh hưởng trực tiếp tới các quyết định của chính quyền Sài Gòn, đã từng được Mỹ đào tạo để chuẩn bị đưa lên làm tổng thống miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên vì là đảo chính không thành công cho nên là Phạm Ngọc Thảo đã bị bắt. Đào Thị Tư, mẹ của Mỹ Nhung, là một thương nhân bán vải rất khéo léo, xinh đẹp. Bà có 8 người con cơ và rất yêu thương các con của mình, đồng thời là người yêu nước, ủng hộ
các con cũng như là hỗ trợ cách mạng rất nhiều về vật chất và dùng chính căn nhà của mình ở Sài Gòn làm cơ sở cách mạng ngầm cho cách mạng. Anh Trần Quốc Hương tức Mười Hương, ông tên thật là chồng Trần Ngọc Ban, là người chỉ huy cụm tình báo A18, cụm tình báo A18 là tiền thân của cụm tình báo H63, hỗ trợ trực tiếp cho Phạm Xuân Ẩn trước khi chuyển thành cụm H63. Sau này ông là bí thư ban chấp hành trung ương, ban trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo là Phạm Xuân Ẩn, theo mật danh là Hai Trung, tên thật là Phạm Văn Thành, ông được gọi là điệp viên hoàn hảo. Khi có vỏ bọc là một nhà báo của tạp chí Time, sau đó là Reuters. Ông còn là dân chơi thú cảnh như chó cảnh, chim cảnh, cá cảnh nổi tiếng Sài Thành. Từ đó ông tiếp cận và làm bạn thân và lấy được lòng tin của các quan chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và cả các sĩ quan Mỹ, sĩ quan Mỹ. Sau này ông được phong hàm thiếu tướng tình báo. Tiếp theo là ông Nguyễn Văn Tàu tức Tư Cang, đại tá tình báo quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên cụm trưởng cụm tình báo quân sự H63, trực tiếp hỗ trợ cho Phạm Xuân Ẩn tám thảo. Sau này ông là chính ủy lữ đoàn 36 đặc công biệt đội biệt động đơn vị tấn công vào cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1945. Đây là cuốn truyện này dành tặng và tôn vinh cho bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung tức Tám Thảo vì những đóng góp của bà trong nền độc lập Việt Nam. Tác giả của Nguyễn Quang Huy và Đoàn Thị Thu Phương. Ý tưởng bắt đầu từ của bạn Đoàn Thị Thu Phương. Biên tập và kịch bản thì Huy đã biên tập lại cái ý tưởng của bạn Đoàn Thị Thu Phương. Vẽ tranh thì Nguyễn Quang Huy cộng với AI và chỉnh sửa là Nguyễn Quang Huy. Và dự án truyện tranh này, đây là nằm trong cái dự án vẽ truyện tranh bằng AI mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 của Học viện AI. Đấy, như là cuốn truyện của Huy đến đây là kết thúc. Anh chị em xin cho ý kiến. Ok, cảm ơn thầy Quang Huy. Anh chị em hãy gạch đá đi ạ. Hãy cùng... anh chị em đừng nghĩ là thầy cứ điểm 10 nha. Anh chị em cứ cho điểm một cách gọi là quang minh chính đại và thật hay lòng thật, nhá. Hay thật mà, hay thật từ từ nội dung tới hình vẽ tới câu với giọng đọc hay không luôn. Hay. Anh chị em cho đúng điểm đi ạ. Hãy cho điểm và đóng góp ý kiến cho thầy trời. Quang Huy nhá. Điểm thật nhá. Anh chị em cho điểm thật nhá. Thầy chơi thấy ai chơi lại. Hình vẽ rất phù hợp với thời điểm lịch sử. Anh Tiệp đâu? Chưa có điểm mà anh Tiệp phải suy nghĩ. Anh cho rồi mà. Anh cho rồi à? Ok, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Anh chị em còn đóng góp ý kiến gì cho tác phẩm của thầy Quang Huy cũng như là chị Thu Phương thì anh chị em cứ comment ở trên mục chat nhé. Kiểu gì chẳng có sai sót, anh chị em nhỉ? Không có sai sót nhiều, kiểu gì có sai sót ít. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chúc mừng thầy Quang Huy. Hiện tại thì thầy đang là được điểm cao nhất của các team, được 9, ít nhất là thấp nhất là 9, cao nhất là 10. Xin thầy cho biết cái cảm xúc của thầy bây giờ. Khán giả muốn chấm điểm. Anh nên như nào? Chán chả muốn chấm điểm ạ. À? Ôi, cho xin ý kiến của anh chị em đấy ạ. Huy thì không có ý kiến gì. Thì tất cả là Huy hoàn toàn đọc đúng, giống như là nhỉ, giống như là mình đưa lên mạng để cho mọi người tự đọc, tức là mình không có giải thích gì thêm. Anh chị em thấy là Huy đọc nguyên si, đúng không ạ? Nguyên si những cái câu từ ở trong đó, đúng không ạ? Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đúng theo cái nguyên tắc đọc truyện, đúng không ạ? Không có giải thích gì thêm. Thì anh chị em cảm nhận như thế nào thì anh chị em cứ xuống ạ. Ok không ạ? Và thêm cái điều nữa đó là Huy dự định là viết một cái cuốn truyện là 80 trang. Tuy nhiên thì mới hết được một nửa cái ý, một nửa cái cốt truyện thì đã lên đến 60 trang rồi, hơn 60 trang rồi. Đấy, cho nên là Huy ngắt sang thêm một 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 tập nữa. Và Huy nghĩ rằng cái cách này cũng rất là hay. Và khi mà họ đọc mà họ cảm thấy cuốn, họ thích thêm một tập nữa thì họ lại bắt đầu lại theo dõi. Đấy, thì anh chị em thử thử cho Huy cái ý kiến cái việc mà Huy tách ra một tập nữa, khoảng 60 trang nữa, như vậy thì có hợp lý hay không? Anh chị em đọc xong, anh chị em có muốn đọc tiếp tập tiếp theo không ạ? Anh chị em có muốn 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 đón nhận một tập tiếp theo vào tuần sau không ạ? Có muốn không ạ? Hay muốn.
À, vâng. Thầy nhìn cái hình vẽ quá đẹp, để mà ra được mấy cái hình đó không có đơn giản, vẽ rồi mới biết. Vậy thì Rồi anh MC dẫn tiếp nha, vì chạy có việc gì. OK, cảm ơn thầy Quang Huy. Là vì là cái màu sắc chuyện của thầy Quang Huy nó rất là đẹp, và cũng một phần là thầy Quang Huy chọn một cái nhân vật là điệp viên xinh đẹp thì đã auto là xinh đẹp rồi. Còn một số anh chị em đang chọn về ảnh chiến tranh đấu đá nhau thì nó cũng không được đẹp lắm đúng không? Kiểu trắng đen đấy, nhìn nó không mê bằng điệp viên. Nghe cái từ điệp viên xinh đẹp là đã phải đẹp, automatic là đẹp rồi. Đấy là một cái lợi thế. À, nhìn là mê đúng không? Anh chị em cứ đóng góp đi. Và thầy Quang Huy cũng như là chị Quang Huy sẽ đưa tác phẩm của mình lên nhóm, và đội sắp bơi soi thì sẽ dành thời gian để soi kỹ hơn. À, đừng soi không kỹ, không có lại không tìm được điểm nào đâu, soi kỹ mà. Đó, và tất cả anh chị em cũng thế. À, chúng ta vừa mới trình bày cái cuốn truyện của team chúng ta rồi, và cũng nhận được một số những cái lời đóng góp của các anh chị em trong buổi Zoom ngày hôm nay. À, và sẽ được đóng góp sâu hơn của đội soi, giống như anh Bùi Duy Hoàng và một số anh chị em khác. Đó thì chúng ta sẽ được đội sắp bơi soi góp ý kiến vào trong nhóm Zalo của cam kết được không ạ? Ok nhá. Còn bây giờ anh chị em có ý kiến gì nữa không ạ? Chúng ta còn hỏi nhau những cái vấn đề gì ấy, bây giờ là cái thời gian còn nhiều hơn. Đó, thầy Huy đi đón con thì lại về thôi. Thì chúng ta sẽ chia sẻ cũng như là đóng góp ý kiến, hoặc là có muốn hỏi cái gì lẫn nhau. Ví dụ team này làm được cái này mà team mình không làm được thì mình hỏi xem làm thế nào để làm được, kiểu như thế. Thì anh chị em thoải mái giao lưu nhá. Cho chị hỏi với, chị không có tự nhiên chị vẽ hai cái chuyện kia thì chị vẫn xe lên xe để cho trở thành file, chị làm thành file PDF được, còn này không làm được, không biết lý do tại sao. Chứ chị xe cái nó lại báo cho chị là có lỗi gì đó, không biết, nó nói là không làm được, chị cũng không biết tại sao không có làm qua file PDF để mà chuyển lên trong, gửi lên trên trên nhóm á. Được chứ chị, có chứ đâu, đơn giản mà, Không biết, tại đơn giản vì lắm, chị chia sẻ trong chị chọn cái đuôi ở đó, à không, chọn đúng cái rồi, vẫn bữa trước vẫn làm, và cái này mấy bữa trước mấy hôm nay vẫn làm được, nhưng mà không biết tới ngày 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 hôm nay ngay lúc này là không có làm được. Chứ hồi có hồi gì đâu làm được vẫn đấy, chị xe xem qua lên chị lại cho. cái luận mà, để cho luận hai chị em vẫn thảo luận với nhau, vẫn đưa qua lại, nhưng mà lúc này sao không làm được nên đang hỏi. Nó Không có gì vẫn được hết hả, cái đuôi PDF rất phổ biến, thì chị vào chị làm lại đi, không sao, sẽ chắc làm nó không chị có nhầm được, thất bại đấy. Ừ? khổ quá, nãy giờ làm không được, biết cái đó rồi. À, không, chị sẽ xem hơn chị chứ. Chị Dung ơi, chị Dung, chị ở team anh Luận, chị sẽ hỏi anh Luận về vấn đề này. Anh Luận ổn biết đấy, thì anh Luận Đấy. sẽ chị khoanh tròn rồi chỉ cho chị, nó sẽ ok hơn Dạ nhá. vâng, rồi Phải, thì chị vẫn hỏi. xe, đại khái là chị mấy ngày trước chị vẫn xe bình thường, nhưng mà vừa lúc đến lúc họp chị xe để chị chuyển lên nhóm thì lại không xe được. Thôi hỏi gì anh nào Bây mà giờ làm là kỹ chị á, xe ông màn hình công nghệ anh lên chỉ cho thử chị làm nha. cho mọi người coi nha. Vâng, Bây giờ phải sang các ý kiến đóng góp trước thì thì thầy. thế này em theo Không, tôi một tí thôi, là chị làm tí cho ngó xong rồi đó, nó ra cái hình chữ đỏ đỏ đó, thấy không cả nhà? nên rồi chị Chị đã vào, thấy rồi đó. chị vào chia sẻ đi, chị vào chia sẻ đi chị cho. Rồi, Ngân chia sẻ rồi. Không, vào chia sẻ trong trong Canva kìa, chia sẻ xong chị chọn cái nói rồi gì đâu, đầy đủ đấy, khó có Chị Dung à, chị Dung à, chị Dung, cái này chị khả cái nhờ này. nhờ team hướng dẫn riêng đi chị nhá. Sẽ đừng làm mất thời gian em, không sao đâu, đơn giản mà. Vâng, thì bây giờ Cắt Phương màn xin hình đóng nãy giờ góp rồi ý kiến. mà. Theo theo tôi thế này này, cái như ý kiến của MC ấy, tức là bây giờ có những điều gì anh em cần trao đổi giúp nhau. À, team team nào có những kinh nghiệm hay thì truyền đạt Vâng, cho nhau, và team cả đấy vâng. cho nó hay hơn, kinh nghiệm mình để mình Bây học giờ hỏi lẫn nhau đấy. thì ban nãy chúng ta cũng chưa đóng góp sâu cho nhau ấy. À, thì bây giờ thì đầu tiên thì Phương cũng xin một số ý kiến của anh chị em về
Chia sẻ cũng như là đóng góp ý kiến của cuốn truyện Thầy Quang Huy trước đi, bởi vì chưa có ý kiến nào cả, toàn cho điểm thôi. Thầy cũng muốn mong muốn là chúng ta cũng sẽ có những cái chia sẻ và đóng góp cho thầy. Đầu tiên xin mời anh À, Tiệp trên chat có trả quân lượng nữa sao hả? Anh Duy Hoàng à? Ok, xin mời Không, anh. trên Làm chat trời hình với như anh Kim còn Kiệm. có trả quân lượng với kiến trả lượng. Em Anh xin ạ. chào các thầy anh chị, và em cũng hoàn thành cùng với đội nhóm của chị Trần Dung cái kịch bản, mà em cũng vội vàng cũng muốn xin chia sẻ và góp một cái kịch bản để anh chị góp ý giúp em ạ. Em đọc tin nhắn của anh rồi, nhưng mà để em xong cái phần này đã, sau đó em sẽ tới lượt anh nhá. Em đọc tin nhắn của anh rồi thì tại vì em chưa xin ý kiến đóng góp của tác phẩm trước đấy, xong cái ý kiến này thì em sẽ tới anh nhá. Thì anh chị em cho ý kiến đóng góp đi ạ, chia sẻ đi ạ. Anh Tiệp, anh Khoa, anh Tiệp. Vâng, có ý kiến rồi đây. Anh có ý kiến đây, chat rồi đây. Cần thêm phát biểu thêm. Vâng. Anh Ờ, về ý kiến của Khoa về thầy Huy thì thầy xuất sắc trong làm hình ảnh rồi. À, hình ảnh rất là đẹp, chất lượng, mô tả nó phù hợp với cái tâm lý nhân vật. Đặc biệt là chỗ này thầy làm biểu cảm nhân vật rất tốt. Những nhân vật khi cáu có hoặc là khi vui vẻ nó thầy làm rất tốt. Cái này là team cũng qua được vừa rồi, cũng học tập nhau, cũng 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 làm được mức độ như anh, tuy nhiên là cũng còn xa để được như thầy, thì cái này cũng cũng mong sẽ học được nhiều ở thầy và các bạn khác về cái biểu cảm ấy, lúc giận dữ, lúc cáu có, lúc tưởng niệm, lúc buồn này khác ấy, cũng có làm. Nhưng mà cái thời gian ban đầu là team cũng 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 nhận một cái đề tài lịch sử mà những cái nhân vật thật mít cho nên nó bỏ tay những nhân vật thật, như anh nó bị anh trội ra chỉ quyền lái thôi thành ra không vẽ được. À, kể kể cả mà người mà nổi tiếng như Bác Hồ mà mít cho đi nó cũng nhận ra luôn đấy, nó chỉ nhận ra những nhân vật nổi tiếng thế giới hoặc những vị tổng thống, những vị của nước Mỹ ấy, thì nó nhận được. Nó đang một cái thách thức rất lớn vì tin thì loay hoay cũng mất thời gian khá lâu, sau đó thì định hình lại và cũng cũng tìm ra cái cách làm. Thì cũng may là trong team thì cũng có nhà tôi với anh Tuấn Anh rồi, có một số kỹ năng về đồ họa thì dùng các cái phần mềm, và mình cũng chuyển từ ảnh thật qua ảnh số rồi, cũng cố gắng rồi, cho chị Hằng là trợ lý của Thầy Huy cũng có biết cái cách làm biểu cảm thì cũng có cho team thì để làm cho có biểu cảm về này giống với cái nhân vật thật hơn, là cái mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thế cũng qua cái đợt này là anh em cũng lớn lên rất nhiều. À, bắt đầu thì thấy vô cùng thách thức. Bắt đầu mình nghĩ khi mà bước vào làm thì khó khăn thì mình nghĩ rằng mình ngây thơ rồi, mình quá ngây thơ để nhận một cái đề tài mà nó học múa khó khăn như này đối với cái dân amateur anh với anh em mình. Tuy nhiên qua những cái đợt vừa rồi, một đợt như rồi là anh em lớn lên rất là nhiều. À, cũng biết biết cách sáng tác truyền rồi, biết cách làm hình ảnh phù hợp. Tuy nhiên là hẳn sẽ còn nhiều điều hẳn còn chưa 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 như ý, thì cũng qua đây sẽ cũng mong muốn là các anh chị em góp ý để hoàn thiện hơn. Và qua cái buổi chiều hôm nay thì thầy cũng có những ý kiến đóng góp rất là xác đáng, những cái lời khen cũng như đồng những cái lời soi rất là xác thực. Với những cái khuyến điểm của team thì team sẽ biết từ từ những cái lời góp ý đây, sẽ team sẽ biết cách để sửa đổi và hoàn thiện, và sẽ cho ra một tác phẩm truyền tranh đạt yêu cầu. Vâng. Ok, em cảm ơn À, anh Khoa. Cảm ơn anh Khoa rất là nhiều. Đã có những cái chia sẻ và cái câu chuyện của thầy cũng như là câu chuyện của mình. Và anh chị em đội sắp bôi soi thì cứ soi đóng đóng góp ý kiến cho anh Lê Văn Khoa rồi, và team cũng sẽ chỉnh sửa. Còn vấn đề về tranh ảnh mà chúng ta muốn làm theo gọi là tranh ảnh nét giống như cuốn truyện của thầy ấy, thì chúng ta sẽ nhắn tin ở trong nhóm hỏi và thầy sẽ trả lời chúng ta nhé. vâng. Thứ hai Cảm là ơn. vừa rồi cũng cả sử dụng một cái số tool, nếu anh em nào quan tâm thì liên hệ mình sẽ chỉ cho mình cái tool làm biển ảnh thật thành truyền tranh ảnh số, theo các cái phong cách. À, nó cũng giúp cho mình rất nhiều nếu mình làm những nhân vật lịch sử mà Missoni bỏ tay, nhân vật lịch sử Missoni bỏ tay, thì dùng cái cách đấy là mình sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Missoni.
Vâng, cảm ơn. Ok, cảm ơn anh Khoa. Thì Phương xin ý kiến thêm của chị Trương Thị Hải Yến ạ. Chia sẻ về đóng góp cũng như là chia sẻ về cái câu chuyện của thầy Quang Huy. Xin mời chị. Đâu, chị Yến có chia sẻ được không ạ? Chị Yến không nghe thấy gì Alo. ạ? Ok, nếu mà chị Yến không nghe được thì Phương sẽ tới phần tiếp theo của anh Luận nhé. Ok, anh Luận còn đấy không ạ? Hello. Chờ em chờ chờ anh tí để cho anh em nhận xét luôn hết đi rồi đến lượt anh chia sẻ cũng được. Cho nhân nhân xét thêm một tí cho góp ý thầy 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 Huy tí anh. Ok. Những lời khen cũng khen rồi thì cũng phải là cái góp ý thôi. Tức là về nguyên tắc thì những cái câu chuyện thì không thường người ta bao giờ rút ra cái bài học ấy. Bài học là không không, không rút bài học. Trong cái chuyện mà cái bài học từ của cái người đọc không rút ra. Vì vậy thì cũng góp ý cho thầy thì thầy có thể trình bày những cái trang này, cái trang mà trang đọc kể đến những bệnh nhân tức cái ảnh tranh ảnh nó gì đấy, và từ người đọc người ta sẽ rút, mình phải rút thì nó sẽ hay hơn, cái mình đưa ra mình rút được bài học thứ nhất, bài học thứ hai và thứ ba, không cần, theo tôi là không 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 Em cần thấy ý tưởng đến. rút ra bài học cũng được nha, tại vì Đúng đôi khi rồi. đây là cái bài học của nhân vật chính, người ta tự Đúng rút ra rồi. chứ không phải là Rất mình hay. dạy cho người đọc. Đây là diễn tả nhân vật chính, người ta sau mỗi một cái việc đấy là nhân vật chính người ta tự rút ra cái bài học đó. Thì có điều trong cái nhân vật mà Huy thể hiện cái nhân vật chính rất là đẹp, thì có những cái đẹp đó này nó đẹp về mặt phong cách đấy, nó hơi khác một chút xíu so với là cái bối cảnh lẫn cái phong nền mà mình đang làm ấy, có nghĩa là nhiều khi nó hơi hơi chưa match được lắm, có nghĩa là cái nhân vật, cái cách thể hiện đôi khi nó giống giống thật quá, mà cái cách diễn tả mình đang diễn họa bối cảnh rồi những cái tình tiết xung quanh ấy, thì nó đang hơi khác. Nếu mình làm cho cái nhân vật đấy nó cùng theo một cái style phong cách vẽ bối cảnh nữa thì là tuyệt hảo. Thì cái đấy đấy là cái nét chung mà thầy cũng thấy một số anh chị em hôm nay chúng ta đang thể hiện đấy, có nghĩa là một là cái mình vẽ một bối cảnh ấy, thì theo một style rồi các nhân vật thì đương nhiên là nhiều cái mình không ghép được trong cái bối cảnh đó, Đúng mình đưa những nhân vật bên ngoài vào xong mình chuyển thể từ hình ảnh ra, nên cái cách thể hiện của nhân vật với bối cảnh hai cái chìa khóa nó khác hoàn toàn nhau, đặt vào trong cùng một cái bức tranh thì nhìn nó kiểu khác nhau hẳn rồi, nó sẽ trông cái kiểu như lộn xộn giữa cái này với cái kia. Và nhất là những vấn đề mà anh em cũng gặp phải là nhiều nhân vật quá trong một bối cảnh, nhưng mà đưa ra những cái hoạt động khác nhau thì mình sẽ không có được cái nhân vật mà nó khớp được theo những cái cử động, những cái kiểu dáng như vậy. Thì mình đặt vào trong thì một lần các anh chị còn để sai tỷ lệ cái thì to quá, cái thì nhỏ quá. Ví dụ như xem cái cảnh là đang đá gà thì hạn, thì con gà to khổng lồ luôn so với tất cả những người đang chứng kiến xem bên ngoài, và cái kiểu dáng của nó thì nó cũng đang khác khác phong cách. Thì còn cái Thắng đang gặp phải một cái vấn đề mà không biết các anh chị hướng dẫn giúp là xem là trong cái phân trang mà chia layout của cái chuyện ấy, thì có nhiều anh chị có thể dùng các phần mềm khác nhau hay như thế nào mà có thể phân trang được các ô chữ tranh nó dễ hơn. Tại vì có hai kiểu, là một là nó chia theo sẵn những ô phân trang rồi, nhưng mà mình bỏ những cái ảnh vào ấy, thì mình phải co kéo lại theo từng cái ô đấy thì nó sẽ rất mất thời gian, rất lâu. Và có những kiểu mà mình chỉ cần thả ảnh vào thì nó sẽ lọt vào trong những cái ô phân trang luôn của mình, thì nó sẽ có nhiều kiểu mà phong phú hơn. Thì không biết anh chị đã làm cái kiểu đó như thế nào, thì mong anh chị chia sẻ chứ. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Thắng đã có chia sẻ của mình. Anh chị em ghi nhận những cái chia sẻ của anh Thắng. Còn anh chị em nào biết những cái vấn đề mà anh Thắng gặp phải thì có thể hỗ trợ anh Thắng. Bây giờ em nhìn thấy chị Kim Anh đang giơ tay thì không biết là chị có muốn chia sẻ gì. Xin mời chị. Có xin phép có một vài cảm nhận sau khi mà nghe cái câu chuyện của thầy. Thì tất cả chúng ta ở trong team này đều gần như là chung một một cái cảm nhận là chuyện của thầy rất là đẹp đấy, hình ảnh rõ nét cũng như là những cái câu thoại rồi là cái màu cho chữ, kích cỡ, phông chữ, thì đều rất là đồng nhất với nhau, và đấy cũng là một cái để chúng ta phải học. Thì thay vì là mình phải mò ra là
như thế nào thì mình cứ học theo như thầy thì là ok nhất. Thứ hai là cái đề tài này là cái đề tài đầu tiên mà nó lại khó, nó khá là khó so với lại những cái đề tài đơn giản ở trong truyện tranh. Nó là truyện tranh nhưng nó lại là đề tài chiến tranh, cho nên cái cách thể hiện nhân vật cũng như các cái trang phục thực sự rất là khó. Thì team của chúng ta thì lại chọn, vì sao? Vì là đây là cái dự án đầu tiên, lại chọn vào đề tài khó, kinh nghiệm thì lại ít. Đấy, thời Đúng. gian mà để làm thì cũng không nhiều. Nữa là cái cảm xúc mình chưa kịp tẩy cái cảm xúc vào trong cái câu chuyện nữa. Thế thành ra là có rất là nhiều những cái vấn đề gặp phải. Và đặc biệt là đồng nhất về hình ảnh thì cái này phải có một cái quá trình mình vẽ thật thật là nhiều, cũng như phải học hỏi nhiều. Đấy, thì cũng có một vài ý kiến như vậy. Thông qua đấy thì mình cũng cũng rút được ra là nói chung là phải có cái thời gian cũng như có cảm xúc mà học hỏi thêm thì chúng ta sẽ hoàn thiện. Chắc chắn rằng cái đề tài này nếu như mà mình làm một vài dự án nữa thì cái đề tài 30 tháng 4 không còn là vấn đề nữa với chúng ta nữa. Thưa ạ. Xin Ok, cảm ơn chị Kim Anh. Vẫn nhớ câu nói của chị Kim Anh trước, đó là càng khó chúng ta càng phải làm, đúng không ạ? Và khi mà khó chúng ta làm thì cái thành công nó mới ngọt ngào. Rất là nhé. nhớ câu đấy của chị Kim Anh, cảm ơn chị. Và chúng ta cũng thế, và thầy Huy cũng thế. Đây là một cái chủ đề đầu tiên, đúng không ạ? Chưa có ai làm cả. Thì khi mà chúng ta làm thành công ấy, thì cái thành công của chúng ta nó mới dẹ, nó mới ngọt ngào anh chị em ạ. Do vậy chúng ta cứ làm thôi. Và xin chúc mừng tất cả các team đội, tất cả chúng ta đã hoàn thành, và bây giờ là thời gian chúng ta tinh chỉnh lại cái câu chuyện của chúng ta để làm sao nó hoàn hảo nhất để chúng ta bắt đầu truyền thông PR. Ok, cảm ơn chị Kim Anh. Anh Hoàng có ý kiến à? Xin mời anh. Kim Anh cứ lên là Hoàng phải lên thôi. Sao vậy? Không Ủa biết nữa. thế cái gì lạ vậy? Đúng áo tới rồi. À, cho mình xin có ý kiến trước khi mình chuyển qua cái ý mới. Thì tất cả mọi người đều nói rất là chính xác, và ngay cả thầy Huy nói cũng rất là chính xác. À, cái dự án này là một dự án khó và sẽ có rất là nhiều người soi. À, chính hai vợ chúng ta rất to khi mà quy chuẩn quyền truyền ra lò thì chắc chắn mà bảo đảm là sẽ có ít nhất là 1/3 người cầm một cuốn sách lên, thế nào nó cũng sẽ có cái ý kiến phản bác. Đó là quy luật chung, hay như mình học theo phát triển bản thân đó, là cái quy luật của thau cua. Trong cái thau mà mình bỏ một con cua đó, những cua nó bò ra ngoài được dễ, nhưng mà nếu mình để một rổ toàn là cua trong đó thì coi như con cua nó bò lên thì bị những con cua khác nó lội xuống. Còn về quy luật tâm lý đó, thì một cái dự án đưa ra, tất cả vấn đề đưa ra thì sẽ có 1/3 là sẽ đồng thuận, 1/3 kia là không có ý kiến gì hết, và 1/3 còn lại là cứ tìm ý kiến để phản bác. Cho nên chúng ta đang đứng một cái trước một cái dự án là khá là khó và dễ bị soi. Đó là điều nhất. Điều thứ hai thì rất tiếc là thời gian gần đây là vì chuẩn bị cho hai cái cuộc thi, của học sinh nó thi học kỳ 2, và cái cuộc thi khá quan trọng là cái học quốc tế khối 6, cho nên là không có tham gia vào vẽ được. Nhưng mình cũng có lớp đã hướng dẫn về Midjourney cho một cái nhóm nhỏ, thì thấy rằng cái chuyện mà chúng ta dùng Midjourney để vẽ lại người thật và người không chỉ là người đâu, mà ngay cả những cái địa điểm nổi tiếng ấy, mình đã vẽ thử thì cái chợ Bến Thành là dùng luôn có phong cách của Nguyễn Ngọc Chí và Cao Quang luôn, nhưng nó không thể nào là Bến Thành vì lẽ rất đơn giản. Cái nguyên lý làm việc của Machine nó là một cái bot AI, nó đi tập trung, nó lấy tất thông tin trên internet, nhắc nhiều nhất về cái đối tượng, về cái câu dẫn mà chúng ta hướng dẫn cho nó vẽ, cho nên hoàn toàn đã vậy. Cái xin lỗi tôi đang nói tới cái vấn đề AI, tức là trí tuệ nhân tạo, thì cái lý luận của AI hiện giờ nó vẫn còn đang học con người, cho nên cái cách kết nối, cái cách xây dựng bố cục thì chắc chắn còn học con người rất là nhiều. Do đó là những cái ngay cả việc thấy là thầy Huy ở đây là tất cả những câu chuyện vừa rồi là có thể xây dựng được cái nhân vật, cái bộ, có nghĩa là cũng là nhân vật cô từ
dáng đứng rồi ngồi rồi nói chuyện rồi trong xe hơi đi đâu vân vân, thì Phương đã hướng dẫn rồi, xin lỗi thầy Huy đã hướng dẫn rồi, đó là chúng ta xây dựng cái bộ nhân vật trước. Thì nếu mà muốn xây dựng cái bộ nhân vật ta dùng cái số sheet để làm sao cho nhân vật nó giống nhau trước đã. Thế thì mình không làm được cái đấy, thành ra là cái nhân vật của mình nó không hoàn toàn giống nhau, ngay cả việc thống nhất trong trong truyện từ trang 1 cho tới trang cuối thì cái nhân vật cũng còn bị nhiều cái vướng. Đó là điều nhất. Điều thứ hai là Hoàng thấy rằng là mặc dù là mình chưa có sản phẩm nhưng mà cái ngày xưa thì đọc sách, thì đọc truyện tranh thì đọc nhiều lắm, thì ta cái đánh giá tài Hoàng á, thì đứng trên cái phương diện là độc giả của nhiều truyện tranh để mình đánh giá thôi, chứ không phải là nhà phê bình gia. Thì truyện tranh lại phải nó ngắn vừa phải ở đây, mà đôi khi ngay cả thầy Huy cũng vậy, cũng có một số cái đoạn nó phải nó hơi sa đà, nó hơi quá dài. Thì có hai cách xử lý. Cách xử lý là mình làm sao để cho cái đoạn đối thoại, ví dụ như cái đoạn đối thoại giữa mà hai Trung mình nói chuyện với lại cô Thảo á, thì mang tính chất giáo điều quyền nó hơi nhiều, thì đối với nhân vật lịch sử thì có thể nó khác, câu truyền nó khác, nhưng mà đối truyện tranh thì những cái yếu tố này người ta thường giảm nhẹ nó đi để cho cái câu thoại nó bớt nặng nề và nó mang tính hơi lý thuyết. Còn cách thứ hai là mình phân nó ra thành nhiều khung hình để cho cái câu thoại của mình nó giảm lại, cũng giống như nãy có cái bình chỗ Quốc Dung đấy, thì các bạn cũng thấy rồi, tức là cái nguyên tắc của một cái tranh của nước ngoài đó thì tối đa là ba hoặc bốn câu thoại thôi, và ba hoặc bốn câu thoại này người ta sắp xếp trên dưới trái phải làm sao đó để người đọc á sẽ đọc theo thứ tự, ví dụ như câu một ở đây, câu hai nó sẽ nằm đây, và câu ba nó nằm đây, và câu bốn nằm ở dưới này. Thế thì khi mình đọc á thì mình sẽ đọc theo được cái thứ tự của cái câu thoại, hay là người ta làm bên đây là cái hình hơi tròn tròn tí xíu, cái hình đây là hơi cái người của nhân vật thứ hai nó hơi bầu dục một tí, cái đây là cái câu thoại thứ hai của đối với nhân vật một, và đây là câu thoại thứ hai của nhân vật bốn, nhân vật hai. Thì như vậy là khi ta nhìn vào ta biết ngay câu thoại của nhân vật nào và đọc cái nào trước, đọc cái nào sau. Như chỗ cô dùng kỳ cái bức tôi nhớ nhất là cái bức ở ngay chỗ nhà thờ bà đó, ôi vô số bóng thì tròn, bóng thì chữ nhật, bóng thì hình thế này, nó có cái quy ước là hình như thế này và cái bóng tròn tròn á, là cái suy nghĩ, đó là lời thoại trong tư tưởng chứ không nói ra. Ví dụ nó có một số cái luật về cái bóng thoại, tôi dùng chuyện bóng ha, cái bong bóng á, thành ra thì nói chung là như vậy. Thì không biết là khó hay là sẽ có nhiều bạn nói là ôi cái ông này ông không làm không vẽ thì ông không nói dễ. Hoàng không nghĩ vậy, Hoàng chỉ nói là bây giờ làm sao khi nhưng mà cầm cái tác phẩm ra thì người ta đánh giá mình tốt nhất. Đó là theo kinh nghiệm mình đã đọc truyện tranh thì không có đọc hay, nhưng ngày xưa đó có một cái xuất bản sách vàng trước giải phóng đó. Tất cả những cái quyển sách vàng ngày xưa đều Hoàng có điều kiện mà đọc gần hết luôn, Phan Tân Sĩ Phú, Lữ Hân Phi Lục, Strum rồi vân 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 vân, rất nhiều bộ truyện tin tin vân vân đấy, thì có rất nhiều phong cách mà hiện giờ mình cũng có thể, tất cả các bạn này mình cũng có thể lên mình xem lại trên những nhà xuất bản nổi tiếng đó. Thì đây là những cái lời phải nói là rất là tâm huyết, không phải muốn thể hiện, cũng không phải là việc không làm mà muốn nói sao thì nói. Thì rất là cảm ơn mọi người đã nghe. Ok, xin cảm ơn anh Duy Hoàng. Anh Duy Hoàng xin giới thiệu cho anh chị em được biết đó là anh ấy nằm trong ban soi. Do vậy là anh ấy soi rất kỹ, mặc dù là chưa có tác phẩm về truyện tranh đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều trải nghiệm cho nên anh soi rất là kỹ. Và cái phần soi này là bây giờ anh có góp ý một cách chi tiết cho chị Dung hay là cho bất kỳ ai ấy, thì chị Dung không nhớ đâu. Thì như ban nãy em nói rồi, đó là anh sẽ soi trong cái nhóm cam kết, ví dụ như cuốn truyện của chị Dung, khoanh tròn cho chị Dung là chỗ này là em có ý, anh có ý kiến như thế này như này thì Chắc chị chắn Dung sẽ rồi, sửa. không, Chắc chắn ảnh rồi. nói như vậy chị hiểu rồi đó em, tại chị Còn bây giờ nói chưa chắc lại nhớ đâu, ok không không ạ? hiểu rồi đó em, tại vì Bởi vì khi bây mà giờ chúng làm chị cũng đang rối mấy cái chỗ, mấy cái đó chị không biết sắp xếp sao, tại vì vâng, cũng có luật mà mình không biết em. chúng ta sẽ còn một người muốn chia sẻ nữa cho nên là chúng ta sẽ không làm mất thời gian nữa đúng không ạ? Thì không biết là anh Trần Luận đã sẵn sàng chưa ạ?
Chào anh chị, em xin sẵn sàng ạ. Vâng, thì anh xem màn hình nhá, anh xem màn hình, xem cuốn truyện tranh của anh và anh đọc cuốn truyện tranh của anh như một người bình thường đọc, và sau đó là anh chị em sẽ cho điểm và đóng góp ý kiến. Anh luận xe được chưa ạ? Luận ngơi xe đi em. Ủa? À, cho em vào cái Zoom qua số điện thoại ạ. À, cho vào Zoom ạ. Zoom này không có, không có phần duyệt, cứ vào thoải mái thôi ạ. Xe thoải mái. Xe. Ai cũng xe được. Em xin chào thầy, chào anh chị. Đúng là cũng làm cùng một đội nhóm, nhưng mà em đúng là cái mang danh nghĩa là cái chương trình là thần tốc ạ. Thần tốc ạ. Thì em cũng góp một cái bài của mình. Ý tưởng thì có rồi, nhưng mà làm thì hôm nay mới bắt đầu thần tốc. Trong vòng 5 6 tiếng để viết ra cái cốt truyện này và cái hình ảnh thì chưa 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 ấy được, nhưng mà em muốn chia sẻ đến thầy và anh chị về về nội dung cốt truyện ạ. Anh chị đóng góp và cho em ý kiến để em hoàn thiện cái bài này nó hoàn thiện hơn ạ. Em xin chia sẻ ạ. Tên câu chuyện của em là câu chuyện thú vị về bụi cây biết nói giữa bao ông cháu. Thì đây có ba nhân vật. Thứ nhất là nhân vật ông Thuận Dâu là ông nội. Hai là nhân vật Quang Bách là cháu nội. Thứ ba là nhân vật Ngọc Mai Candy. Thì nội dung cốt truyện thì em chia sẻ về ý nghĩa về 30 tháng 4. Hàng năm tất cả người dân Việt Nam đều được nghỉ lễ 30 tháng 4. Vào ngày này các gia đình thường tổ chức đi du lịch, đi chơi xa dịp 34 và 1 tháng 5. Trong câu chuyện của ông thì Quang Bách hỏi ạ. Quang Bách lắng nghe và chia sẻ. Gia đình tôi hàng ngày đều nghe đài phát thanh phường và nhạc hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam mỗi buổi trưa, nhưng hôm nay rất khác biệt. Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vang lên. Nghe thật bồi hồi và xúc động. Tôi nghe và em tôi nghe ông kể về câu chuyện 30 tháng 4 năm 1975. Tròn 48 năm, ông nội kể về chuyện bụi cây biết nói của quân đội Việt Nam góp phần chiến thắng lẫy lừng 30 tháng 4 năm 1975. Và ông nội tôi kể về địa đạo Củ Chi với những câu chuyện thú vị mà ông nội và ông nội ba ông cháu chúng tôi đều có những cuộc tranh đua thú vị về câu chuyện câu đố về tiến về Sài Gòn 30 tháng 4 năm 1975 tưởng chừng không có hồi kết, mà chúng tôi kết tóm lại để dành kể tiếp tập sau. Bé Mai hỏi anh Bách ơi, năm ngoái anh du lịch có dự vi không? Anh đi du lịch cùng ông có gì không? Em biết thiếu. Con Bách trả lời he he. Thú vị. Còn không nhịn được cười ấy. Ông nội nhà mình tuổi già mà tâm hồn không già. Ông còn trêu cô bán vé ấy. Đúng là bộ đội cụ Hồ. Cao. Khi ông mua vé vào chiến trường xưa thì tham quan Dinh Độc Lập. Ông hỏi nhân viên bán vé, bán cho tôi một vé đi vào Sài Gòn. Có nhân viên trả lời, dạ. Vé của bác hết 10 triệu ạ. Ông nội tôi ú ớ bất ngờ trả lời, cô ngày trước tôi đi có mất đồng nào đâu, thế bác có nhầm không, bác đi từ trước từ lúc nào vậy? Ông nội tôi tự tin trả lời, tôi đi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 của ạ. Ông nội tôi trả lời khiến cô bé cười tươi và mọi người xung quanh ai nếu đều bật cười. Bé Mai, ông nội mình dí dỏm quá.
Cháu nghe nói ngày ông đi lính bộ đội Cụ Hồ ai cũng được giao một cái cây biết nói. Không. Ông Thuận Dâu nói, ông nội tôi tươi cười, suy tư nhìn ra xa và nhớ kể lại. Ông kể chuyện thú vị giữa phóng viên Việt Nam và cựu lính Mỹ tại sao không thích cây cối, chúng rất tốt cho môi trường sống của chúng ta mà ghét chúng vậy. Cựu lính Mỹ tức giận trả lời, cô có biết bao giờ thấy một lùm cây xanh ngát mà tay cầm súng AK và nói to, cút khỏi đất nước tôi. Chưa. Anh lính Mỹ kể và toát mồ hôi hột khiến cô phóng viên ngơ ngác không dám cười. Cô có biết bụi cây của Việt Nam đã đạt đến level quái thú rừng xanh rồi thì không? Bụi cây biết nói, không chỉ biết nói, biết đi, biết chạy mà còn biết trốn tìm như anh đen vô nữa cơ. Ô kìa, bụi cây biết nói kia làm sao khiến anh ấy, lính Mỹ phải khiếp sợ đến kinh hồn bạt vía vậy. Công Bách hỏi, sao lính Mỹ sợ bụi cây biết nói vậy ông? Cháu nghe mà nổi da gà sững, cái ốc húng gì ở quân Mỹ? Ông Thuận Dâu trả lời, đặc sản của quân đội Việt Nam là du kích, mà mỗi cây biết nói là đặc sản trong chiến tranh của quân đội Việt Nam. Nhiều tên lính Mỹ gặp những bụi cây biết nói sợ kinh hồn bạt vía, tè ra quần. Đáng sợ hơn là quân đội ta còn mưu trí tận dụng cả cây cối, động vật tài tình khiến quân đội Mỹ và đồng minh phải sợ, gọi là mẹ. Các chú lính hành quân với đầy lá trên lưng nhằm mục đích ngụy trang đánh lừa thiết bị của quân địch. Bụi cây di động của quân Mỹ còn lâu mới biết, mà khi biết thì chúng đã lãnh đạn rồi cháu ạ. Công Bách hỏi, ông ơi, lính Mỹ có vũ khí hiện đại to khỏe vậy mà nó vẫn sợ quân ta hả ông? Ông Thuận trả lời, quân đội Mỹ to khỏe, trang bị vũ khí hiện đại, đội quân chưa từng thất bại. Chúng tự kiêu tự đại bay đến Việt Nam với những quả dừa, vít ốc và bôi nước tiểu thối hoắc sẵn sàng bay vào mặt chúng khi chúng dạo trên rừng. Chúng tức tối và đi tìm những người ném đá, dấu tay, nhưng quân giải phóng của Việt Nam khắp mọi nơi thoát ẩn phát hiện, không biết đâu mà tìm. Còn lâu anh nghĩ mới, lâu mới tìm được em nhé. Như bài hát Đen Vâu, anh đi tìm thì em trốn anh, anh đi trốn thì em tìm, anh đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Cú nơi Mỹ ám ảnh bên tai, đờ cơ mờ, cứ văng vẳng bên tai đến mức quay về 20 năm sau nhắc lại cũng phải giật cả mình. Công Bách hỏi tiếp, ông nội ơi, sao đồ vật Việt Nam cái gì cũng biết nói hả ông? Ông Thuận Dâu trả lời, một lính Mỹ từng về Việt Nam kể rằng trong lúc hoảng loạn bối rối chiến đấu, đấu chống lại quân giải phóng thì một đứa trẻ con thấy ma, như một đứa trẻ con thấy ma, anh phát hiện mỗi cây di động là tất cả lính Mỹ giận tóc gáy và phát hiện một người lính Bắc Việt 18 tuổi đang bò hai tay không sải, không đầu hàng. Chân anh ta đã bị thương, lính Mỹ nhìn thấy vội khiếp sợ về ý chí sắt đá kiên cường của quân đội ta kinh khủng đến mức nào. Công Bách hỏi tiếp, Công Bách lên tiếng trả lời, anh cũng nghe kể lạ. À, cái đoạn này nó bị nhầm. Ông Thuận Dâu kể, phản ứng đầu tiên quân Mỹ là sợ hãi vì chúng. Công Bách hỏi tiếp, ông nội ơi, sao địa đạo Củ Chi lính Mỹ và người và đồng minh khiếp sợ, có gì đặc biệt vậy ông? Địa đạo Củ Chi dài 250 km cháu ạ. Điều đáng sợ hơn là quân Mỹ, đội Mỹ đó là địa đạo Củ Chi, người Mỹ có nằm mơ ban ngày cũng không thể tin rằng người Việt có thể xây dựng một công trình vĩ đại ngay gần Sài Gòn. Công trình khiến cho quân đội Mỹ sợ đến tận bây giờ, và quân lính giải phóng có thể trôi lên từ
bên này tấn công rồi lại nhanh chóng mất tăm mất tích, thoát ẩn. Phát hiện xuất quỷ nhập thần như Tôn Ngộ Không có thể thiên biến vạn hóa. Ông Thần Dâu trả lời tiếp: quân linh nghĩ sợ nhưng chúng nó cũng không dám đốt cả rừng, mà bọn nó tức tốc xả đạn lên hồi vào một không gian, thậm chí là bị lộ vì nó không làm gì được. Cựu lính Mỹ còn thốt lên rằng những tên lính cộng sản này là tên ung thư, vì ung thư gặm nhấm con người từ từ, tinh thần đến cơ thể, từ cơ thể đến tâm hồn, từ người này đến người kia, không dám giao tranh trực diện mà chỉ dám đánh từ xa hoặc là vừa đánh vừa chạy. Quang Bách trả lời: cháu nghe mà thấy tự hào quá ông ạ. Ông Thuận Râu trả lời: hầm to đến nổi có sức chứa cả một quân khu, dân cư và cả làng đều đó giúp cho quân ta có thể yên tâm mà trú ẩn đánh địch. Trong hầm còn có những kho dự trữ vũ khí, trang bị đạn, chất nổ các loại, thực lương thực thực phẩm, có bếp ăn không khói hoàng cầm, bệnh nhân giải chín, cơ sở vật chất y tế thường, bạn chỉ huy giỏi giải trí và cả sinh hoạt dành cho phụ nữ trẻ em và người hầu, như không thiếu thứ gì. Địa đảo Củ Chi được ví như một thành phố huy hoàng đang phát triển trong lòng đất. Công Bách hỏi tiếp: cháu thấy câu chuyện 34 cháu thấy hào hứng quá, cháu và ông Ngọc Mai giải đố nhé. Bé Ngọc Mai lên tiếng: con Bách đố, hãy cho biết tên của người chiến sĩ cầm lá cờ đầu tiên của nóc Dinh Độc Lập. Ngọc Mai trả lời: ngay đó là Vân Thận. Ngọc Mai cũng đố anh nha, tính từ lúc quân ta giải phóng Quảng Trị đến lúc giải phóng Đà Nẵng thì có bao nhiêu ngày? Con Bách trả lời: he he he, câu này anh biết thừa, 8 ngày. Em Ngọc Mai đố tiếp: anh đố, em đố anh câu này, bạn hãy cho biết tên của một chiến dịch đã mở màn cho đại thắng mùa xuân năm 1975. Con Bách trả lời. Bách vò đầu véo tai nhìn ông nội như muốn nhắc bài, bỗng anh vui sướng nhảy lên như ghi bàn vào lưới Thái Lan. Đó là chiến dịch Tây Nguyên đúng chưa? Cả ba ông cháu cười sặc một hồi. Ha ha ha. Ngọc Mai lên tiếng ra câu đố tiếp: em đố anh câu này khó nữa này, anh Bách tập trung nha. Bạn hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được đảng ta chia bằng mấy mũi tên? Con Bách CR8 vỗ đùi đến đét một cái như muốn cướp mic. MC trả lời ngay: dễ nhiên kèo 5 mũi. Con Bách lên tiếng: giờ anh đố em nha, trả lời nha. Vị tổng thống cuối cùng của chính quyền Mỹ, Ngụy đã đầu hàng vô điều kiện khi quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Con Bách trả lời. Ngọc Mai suy nghĩ, nhíu mày nhìn lên trời, quay xuống đất, loại trừ các đời tổng thống. Em ập ờ gái chán: à, có phải ông già Dương Văn Minh không? Em biết mà, qua sao được em ha. Hai cháu của ông giỏi quá đấy. Câu đó không làm khó các cháu. Ông cháu đang say sưa thì bỗng có sấm chớp ầm ầm mây kéo đến, đen xì như rồng bay vận lượn từ như muốn đổ thác nước ngay bây giờ, đã khiến câu chuyện đã tạm khép lại. Ông nội nhắc nhở về 30 tháng 4 năm 1975 được đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của quân ta. Em xin chị
Xin thế đấy, về cái này ông làm vội nên là ông chưa chỉnh được câu từ và cũng cái hình ảnh thì cũng chưa được sắc nét, nhưng mà em cũng xin các anh chị cho em ý kiến về cái nội Có ý dung đầu câu tiên chuyện. thuật là cái này nó lại nó là như một một dạng truyện minh họa chứ không phải là truyện tranh. Tức anh là anh cái mục đích của em là mục đích của em là đưa cái câu chuyện này cho chúng ta làm các về bạn truyện tranh bạn mà. trẻ. Ừ, anh Các hiểu bạn cái mục trẻ. đích này. Nhưng mà truyện tranh thì nó ngắn gọn, với cả nó phải có tranh. Đã truyện tranh là phải có tranh, còn đây chỉ là những cái minh họa ấy. Có thể là mình do thời hạn ấy, mình thời gian hình ảnh mình chưa được trau chuốt lắm. Mình góp ý cái đầu tiên mà mọi người hình dung là đây không phải là truyện tranh mà là nó là chuyện chuyện có minh họa. Tức là em chia sẻ ngay từ đầu là cái hình ảnh thì em để tạo dựng thôi, chứ còn em chưa xây dựng được nhân vật, mà em chỉ làm đưa cái nội dung kịch bản ra để đối thoại, để cho anh chị góp ý xem cái nội dung cốt truyện thế là có phần chỉnh sửa và hoàn thiện nó như thế nào. Còn em sẽ Đúng rồi, phải làm cái này cái thì ok chuyện tranh lại, ok rút gọn nhiều, rút gọn lại nhiều. Theo ý kiến của mình thì cái này nó là một cái tiểu phẩm. Còn nếu bây giờ Quang Luật muốn thành một câu chuyện tranh thì dễ thôi. Bây giờ ba con cháu cứ đi lên Củ Chi. Trên đường lên Củ Chi thì qua từng cảnh, từng con cảnh mình có thể đưa cái ý thảo luận vào cái đường lên. Làm cái đố đố từ đầu tới cuối nó rất là nhạt. Với lại nó không phải là cái bối cảnh của một cái chuyện tranh. Thì nó được cứ cho ba con cháu đi đi lên Củ Chi chơi, và cứ tới mỗi nơi, ở đây là cái hầm này vân vân, thì mình sẽ cho ý ra là cái chỗ này là quân giải phóng lên bắn xong rồi lại trốn xuống này, lại chạy qua tốt bên kia, ví dụ vậy. Hay là những cái lỗ này là những cái lỗ thông khói của bếp Hoàng Cầm, ví dụ vậy. Hay là đi ra ngoài bờ sông thì cuối cùng là cái đường thoát ra tận ngoài bờ sông rất là xa, và thậm chí là cái đường hầm nó đi về tới gần tới cả thành phố Hồ Chí Minh. Tức là mình phải làm sao mình đưa nó vào một cái bối cảnh, là một cái kịch bản truyện tranh. Ý kiến của mình vậy. Cảm ơn mọi người đã nghe. Ok, được rồi. Cảm ơn Trần Luận. Đấy, như vậy là với một cái đoạn thời gian ngắn và như vậy đã rất nỗ lực rồi. Đầu tiên là xin chúc mừng Trần Luận. Đấy. Bây giờ bảo mọi người góp ý thì thứ nhất là không biết góp ý gì. Thứ hai là góp ý là quá nhiều. Quá nhiều. Cho nên là gì ạ? Cho nên là bây giờ mà xin ý kiến mọi người ấy, xong cuối cùng là mình lại đói đéo cày giữa đường, xong mình lại loạn lên đấy. Tốt nhất là bây giờ mình cứ hoàn thiện nó đi. Theo khả năng của mình, hoàn thiện nó đi. Đấy, và như ban đầu Huy cũng nói với anh chị em ấy, đấy là hoàn thành hơn hoàn hảo. Kể cả là gì ạ? Là không hay, kể cả là chưa đẹp, giống như là một số anh chị em vừa rồi có chia sẻ, có nhận xét đấy. Nhưng mà ít nhất là mình đã hoàn thành một cuốn truyện tranh. Còn có những người còn còn hay, còn không hay, còn không làm được cơ. Đúng không ạ? Còn rất nhiều người còn không làm được cho mình một cái gì cơ. Đấy, cho nên là Huy đầu tiên là Huy xin tuyên dương tất cả anh chị em chúng ta, những người mà đã cống hiến, nỗ lực, dành thời gian, công sức của mình để mà gì ạ, để mà cùng nhau xây dựng nên một cái dự án truyện tranh vì cộng đồng như này. Đây là một cái điều mà thực sự là rất là ý nghĩa anh chị em ạ. Đấy, và trong cái quá trình làm việc ấy thì Huy thấy là đúng như là anh Khoa có nói, là Huy rất thích cái phần anh Khoa chia sẻ đấy là gì ạ? Đó là khi mà trong cái quá trình chúng ta làm ấy là chúng ta trưởng thành lên rất nhiều. Đấy mới là cái phần quan trọng nhất. Còn cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta vẽ đẹp, vẽ xấu, hay hay dở, rồi đến ngày mai, ngày kia, ngày thì nó cũng quên. Đúng không anh chị em? Nó cũng quên à. Kể cả chuyện của Huy có hay thế hay nữa thì nó đọc hết 30 tháng 4 là xong, đến 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 30 tháng 5 là chẳng thằng nào đọc, đến mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 5 là nó chẳng đọc nữa. Đúng không ạ? Có khi đến 30 tháng 4 năm sau nó lại dở ra nó đọc, chưa biết chừng. Nhưng mà gì ạ? Nhưng người cơ bản cái ở đây ấy, mà chúng ta làm một cái dự án như thế với một thời gian cực kỳ ngắn, như chị Kim Anh nói là thời gian rất ngắn, phải nói gọi là phải làm thần tốc, rất nhiều anh chị em phải thức đêm thức khuya thức khuya. Đấy, ví dụ bản thân Huy thì cũng hôm qua thức đến 4 giờ 4 rưỡi sáng, xong rồi là 6 rưỡi sáng thì dậy là chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Đấy thì cái quan trọng nhất mà Huy mong muốn anh chị em nhận được
ở trong cái dự án này. Cái thứ nhất đấy là cái sự phát triển của mình ở trong cái lĩnh vực này, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa đấy là cái việc mà mình đã gọi là đóng góp một phần nhỏ bé nào đó trong cái công cuộc xây dựng đất nước. Đấy, thì trong cái chiến tranh thì những cái người chiến sĩ họ đã ngã xuống, họ đã hy sinh, đúng không ạ? Và khi mà Huy á làm cái cuốn truyện ấy thì thực sự anh chị em là này, là những người nào mà làm rồi ấy, thì sẽ hiểu điều này. Cái thời gian mà nhiều nhất ấy, thì không phải là thời gian vẽ. Cái thời gian nhiều nhất đấy là thời gian anh chị em nghiên cứu lịch sử. Huy phải mất khoảng độ 1 tuần trời chỉ ngồi đọc các cái bài viết liên quan đến cái nhân vật mà Huy định định làm. Và không chỉ là cái nhân vật đó mà Huy còn đọc những cái câu chuyện, những cái bài viết liên quan đến những cái nhân vật liên quan, nhân vật xung quanh đó. Ví dụ như là Huy nói ví dụ như là cái nhân vật là cô Tám Thảo chẳng hạn, thì khi mà Huy nghiên cứu cái nhân vật đó thì Huy tìm hiểu tất cả những cái bài viết có liên quan cô Tám Thảo, đến bà Tám Thảo là đọc hết, đấy ạ. Và sau đó tất cả những cái nhân vật mà gì ạ xuất hiện ở trong cái câu chuyện cũng như là trong cuộc đời của bà Tám Thảo đấy là mình cũng phải dở ra mình đọc hết luôn, mà thực sự là mất rất nhiều thời gian, cực kỳ nhiều thời gian đó. Thế thì nhưng mà có một cái hay chỗ này này, sau khi mà mình đọc xong cái đó thì thực sự với cả anh chị em đó là gì ạ, là mình thấy thấy yêu đất nước, yêu tổ quốc hơn rất nhiều. Chính bản thân mình nhé, mình chưa nói là gì ạ, là dạy dỗ ai, mình chưa nói là mình truyền cho ai cái gì, nhưng chính bản thân mình cảm thấy mình tự hào hơn vì đất nước Việt Nam có những con người như vậy. Đấy mới là cái thứ mà Huy muốn anh chị em chúng ta gì ạ, cảm nhận đấy, đúng không ạ? Đấy mới là cái thứ mà chúng ta nên nói về. Ok không anh chị em nhá. Đấy, còn tất nhiên thời gian nó không đủ rồi. Những người nào mà làm rồi ấy thì mới hiểu được cái khó của cái việc vẽ tranh lịch sử. Bạn người nào mà chưa làm thì sao cái chỗ này không vẽ nó lệch thế, sao chỗ này nó lại thế này, sao thế này nó lại thế kia, thì phải người nào vẽ rồi mới hiểu thì mới thấy nó khó như nào. Đội anh Khoa có 4 người bàn với nhau từ mấy hôm trước rồi, bàn với nhau rất hăng say. Huy ở trong đấy là Huy cũng rất là mê, rất thích luôn. Đấy, bởi vì là Huy thì gọi là làm theo kiểu độc lập đó. Đấy, nhưng mà ở đây ấy, đó là gì ạ? Là một đề tài khó cộng với một thời gian ngắn, và chúng ta phải gọi là cố gắng nỗ lực hết sức đó. Và nhưng cái sự cố gắng nỗ lực đấy của chúng ta là hết sức xứng đáng. Xứng đáng không phải là cái việc mà chúng ta đạt được cái gì, cái tiền bạc gì cả, nhưng mà cái xứng đáng ở đây đấy là thứ nhất là cái tinh thần dân tộc trong bên trong chúng ta nâng cao. Cái thứ hai nữa đấy là gì ạ, là cái kỹ năng cũng như là cái hiểu biết của chúng ta về Midjourney, về những con AI cũng tăng rất nhiều. Bao nhiêu anh chị em đã viết tranh rồi, vẽ tranh rồi, đã đụng chạm vào phần vẽ tranh rồi, anh chị em cảm thấy điều này là đúng á. Ok không ạ? Nhá. Đó. Cho nên là gì ạ? Là Huy hoàn toàn đồng ý và ủng hộ những cái ý tưởng giống như của bạn Trần Luận. Có thể có ai đó sẽ nói rằng là đây không phải chuyện tranh, rồi có ai đó nói rằng là gì ạ? Ý tưởng sơ sài quá, có ai đó nói rằng là gì ạ? Là dở quá hoặc là thế này kia. Nhưng mà cái quan điểm của Huy đó là gì ạ? Là Huy rất là gì ạ? Rất là thích những cái con người mà sẵn sàng cống hiến, làm ngay cả khi nó chưa hoàn hảo. Đấy ạ. Ngay cả khi nó chưa chưa tốt, bởi vì cái cuốn truyện tranh đầu tiên của Huy ấy, nó cũng rất chán, nó cũng rất dở, hình vẽ cũng rất xấu, nhưng mà gì ạ, nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin, đó là gì ạ, đó là chúng ta sẽ tiến bộ lên từng ngày, miễn là chúng ta gì ạ, keep going, tức là tiếp tục tiến tới về trước, tiếp tục tiến tới về trước, đừng dừng lại. Đấy là cái điều mà Huy mong muốn anh chị em chúng ta nhận được cái bài học trong cái dự án này, được không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta gọi là tổng kết, và có rất nhiều nhóm đã xuất hiện xuất bản cho mình cái cuốn truyện của mình. Nó có thể hay, có thể chưa hay, có thể đẹp, có thể chưa đẹp, không sao cả. Mà việc của chúng ta đó là gì ạ? Tiếp tục hoàn thiện nó, đúng không ạ? Tiếp tục hoàn thiện nó để nó tốt hơn, để nó hay hơn. Và nếu anh chị em mà chưa biết cách thì thực ra là như này này, thực ra cái phần mà ghép chuyện ấy thì Huy chưa đào tạo bao giờ, chưa chưa dạy bao giờ. Bởi vì mình nghĩ cái phần này nó dễ quá.
Mình nghĩ cái phần này nó dễ cả. Ví dụ như này, những cái vừa rồi mà anh Hoàng anh ấy chia sẻ, đó là những có cái nguyên tắc trong truyện tranh ấy, đó là gì ạ? Là những cái bong bóng mà nó có chấm 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 ấy, tròn tròn ấy, đấy là suy nghĩ. Còn cái nào mà có hình cái mũi tên này, đấy là lời nói. Và nó truyện tranh bao giờ nó đọc theo cái thứ tự là gì ạ? Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Tức là cái gì bong bóng chữ nào ấy mà ở bên trên thì đọc trước, ở bên trái đọc trước, đấy nhá. Nó ở bên bên trên mà bên phải thì cũng đọc trước, đấy nhá. Đấy thì những cái này thì huy nghĩ là ai cũng biết, cho nên là huy không chia sẻ, không dạy. Nhưng mà nhưng mà có vẻ như là có nhiều người cũng chưa biết cái này. Không biết thiệt Như thầy. tờ giấy trắng luôn thầy, không biết gì hết. À thì cái Vâng, này thì một vâng, anh Tiệp nói đi ạ. xin bổ sung thêm của thầy là cái này nó có nguyên tắc đấy. Ví dụ như là người nào thoại thì là phải từ góc bên trái hất ra, tức là người nào nói trước thì là phải là bên trái hất ra bên phải, nên là còn các bóng thoại suy nghĩ cái thấy là thầy vừa nói rồi. Cái thứ hai là các góc độ mặt là nó phải xoay đổi, chứ không nếu mà nhìn bộ truyện của thầy khắt khắt khe thêm một chút thì là nó hơi mặt chính diện nhiều quá, nó không có những cái góc nghiêng người người ta gọi là tương tác với nhau ấy, tương tác với nhân vật với nhau thì cứ nhìn mãi vào một cái góc trình diễn cô rất là đẹp đấy. Thì đây là nói mang tính xây dựng thôi, tức là nó nếu mình nhìn một cách khắt khe hơn ấy thì là phải cần có những cái chất liệu như thế thì câu chuyện nó sẽ sinh động hơn. Đấy hết ạ. Chắc và thì ở đây em đang đang nói đến là diện nó có rất nhiều nguyên tắc ở trong cái cuốn truyện tranh để nó hay. Thực ra là như này, là mình biết cái nguyên tắc như vậy, nhưng mà để mà mình vẽ, để mà mình gọi là xoay cái cô đấy hoặc xoay cái nhân vật đấy theo ý mình ấy, thì thực sự nó cũng không hề dễ, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đầu tiên đấy là chúng ta hiểu cái nguyên tắc, và chúng ta cố gắng để mà đưa cái nguyên tắc nó vào càng càng nhiều thì tự nhiên cuốn truyện nó hay thôi, đúng không ạ? Tự nhiên cuốn truyện nhau, ví dụ như là lúc đầu thì Huy thấy có một anh ấy nói rằng là không không nên viết chữ hoa, nhưng mà thực tế với kinh nghiệm đọc mấy mấy chục nghìn cuốn truyện tranh giống như Huy đấy, thì hầu hết các cái lời thoại tới các cái chữ ở trong truyện tranh đều viết Đều hoa là hết, chữ hoa, đúng rồi, dễ đọc hơn, ít bị sai lệ lỗi chính tả. đi sai, đúng rồi. Nếu mà viết hoa thì là nó sẽ không bị sai lỗi chính tả, chứ còn viết thường thì là, nhưng mà một số yêu cầu của một số bộ truyện lại cần phải viết viết thường thì nó sẽ là cảm giác nó phù hợp hơn. À không, cái đấy là cái ấy. Đoàn Hiền chưa lên à? Tưởng xong rồi, tưởng ấy rồi, MC chưa cho lên thầy ơi. chưa cho lên à? Ôi giời ơi, tưởng là hôm nay chưa chưa xong được lùi lịch. MC bảo lên đại thì cứ lên đi, anh em comment được để giúp thì Ok, được rồi, anh chị em comment ủng hộ bạn Đoàn Hiền nhé. mọi người thấy chưa ạ? Thấy màn hình ạ? Đấy rồi, thấy rồi. Ok thì Wow. rồi. Cảm ơn thầy và chào tất cả các anh chị em. Thì tôi lúc đầu có đăng ký trong nhóm kịch bản và Super Soi. Sau này thì cũng mày mò vẽ thì còn rồi mới mua cái phần mềm của thầy, nên là vẽ thầy cũng khá là Bậy thích, bậy cuối bậy cùng bậy em bậy 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 mua phần mềm nào của thầy, thầy làm gì có phần mềm thầy share cho cái nào. MG thì mấy hôm mày mò cũng vẽ được mấy Đẹp trăm bức. quá. Ừ, Và bây giờ nét thì đẹp. ép vào thì bây giờ chạy thử cho các anh chị xem. Ok, đẹp đấy, bắt đầu đi. Thì tóm tắt nội dung Đúng là rồi, một tóm câu tắt chuyện vào luôn. bối cảnh đây. Sài Gòn sáng thứ bảy ngày Quá đẹp. 29 tháng 4 Quá. thì một cậu học sinh lớp 7 này đang suy nghĩ và đang tìm tư liệu cho cái bài presentation của mình. Thì cậu bắt đầu tâm tự tự suy nghĩ này, Hà, tìm hoài không thấy được thông tin thì chắc phải hỏi anh bạn GPT quá. Xong rồi cậu cũng nghĩ luôn là GPT không biết thông tin này, cậu sợ thì không ra. Thì ông bước vào và hỏi là sao cuối tuần con còn ngồi đây không đi ra ngoài, thì cậu trả lời là con đang phải làm cái bài tập như thế. Thế thì ông hỏi có giúp được gì không, thì cậu bảo a con nhớ ra ông là kho tàng lịch sử thì mấy bạn công nghệ chưa hiểu sâu, ok thì ông giúp con. Thì sau đó thì ông cái này giải thích một chút là lúc đầu em định vẽ là đen trắng là bởi vì em thấy cái tông màu nó không đồng nhất, thế nên mình trốn vào cái đen trắng để cho nó hai những cái khuyết điểm của mình đi.
Nhưng sau này thì nghịch Canva thì cũng đã biết cách để làm cho nó về cùng một tông màu thì có thể đẩy lại xem màu sau. Đấy, thì ông mới gọi ra là rủ thêm cậu em là có đi chơi cùng không? Minh ơi thì mình có đi dạo cùng anh hai không? Và dạ ghét câu ông nội thêm tí cho nó vui. Thì bối cảnh ông dẫn cháu đến công viên trung tâm Em cứ thành phố đọc Hồ Chí như bình Minh. thường đi, đọc như như là người ấy bình thường đi, như là cái Rồi người đọc bình thường đây là lời dẫn nha. Thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ. Wow, nhiều cờ hoa đẹp quá anh hai. Hôm nay có sự kiện gì vậy? Họ đang chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 đó em. Đúng rồi, hôm nay là một ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam đấy các con. Để đọc lý kết. Rồi, nhóm con được giao tìm hiểu về những phút cuối của người Mỹ tại cuộc chiến Việt Nam. Ông kể nhiều về chi tiết này ông nhé. Được rồi, các con ngồi xuống đây nào. Rồi ông bắt đầu nhớ lại là ở đây cũng đã ở đây cùng các đồng đội trong những phút giây lịch sử đấy. Thì mấy cái hình này thì em chưa có vẽ vì em sẽ làm lại nhân vật cho nó đồng nhất, thì em sẽ ép vào đây là dùng tạm mấy hình trang trước thôi. Rồi bắt đầu thì ông ngồi nghĩ lại cái chiến trường miền Nam, tóm tắt nhanh cái giai đoạn 46 và 1972. Thì quân Việt Nam Cộng Hòa càn quét Việt Cộng các tỉnh miền Tây, hãy tìm cho ra Việt Cộng, tìm mọi ngõ ngách, tắm lửa nào, hãy đốt hết. Quân miền Bắc thì phản công quyết liệt, hãy tiêu diệt những kẻ xâm lược, xông lên bằng bằng bùm bùm. Gắng rồi một đồng chí bị thương, gắng lên nào, không được bỏ cuộc, tôi không xong rồi, hãy lo cho vợ con tôi, tỉnh lại đi, anh quê ở đâu, tôi ở đây. Chắc tụi mình không cầm cự nổi. Rồi bằng bằng lại, hai bên đánh nhau giao tranh quyết liệt với nhiều thương vong và tổn thất. Thì vừa đánh vừa đàm, chúng ta hãy tìm được các giải pháp như đổ máu, chúng tôi chiến đấu tới khi nào công rời khỏi đất nước của chúng tôi. Cùng với đó là phong trào phản chiến ủng hộ Việt Nam diễn ra khắp nơi và tại chính nước Mỹ. Đây là Luther King, một người leader của các phong trào phản chiến. Hãy rút quân, hãy chính trị dối trá và hãy ngừng chiến tranh. Các binh sĩ trẻ của chúng ta không thể bỏ mạng của cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Trong khi đó thì các binh sĩ Mỹ cũng đã bắt đầu rệu rã. Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây không biết. Không biết ở nhà vợ con mình ra sao. Chỉ vì hôm nay sao mệt mỏi thế nhỉ, chúng ta đang làm gì sai. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực thì chúng ta cũng kéo được các bên vào cái Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 73, lấy ký kết. Sau đó thì các binh sĩ khẩn trương rệu rã bước về nhà, gọi điện về cho vợ, anh sắp được về rồi, chiến tranh Việt Nam tàn khốc quá. Rồi một anh thì tâm sự gục đầu, rồi các bạn tôi nằm lại nơi xa xôi này nhé, tôi hết nhiệm vụ ở đây rồi. Rồi ngày 29 tháng 3 năm 73 thì hàng chục ngàn lính Mỹ đã rời khỏi Việt Nam, mau lên chúng ta phải biến khỏi nơi địa ngục này. Các anh ở lại tự lo cho vận mệnh của mình nhé, tạm biệt. Tuy nhiên thì Mỹ vẫn tiếp tục để lại cố vấn quân sự và tài trợ tiền cũng như vũ khí cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Tổng thống gọi điện cho Tổng thống Thiệu, alo tôi phải rút quân về. Ông Tổng thống yên tâm, chúng tôi đến tài trợ cho các ông. Đây là Tổng thống Nixon. Nhưng mà hơn một năm sau đó thì Nixon bị Quốc hội ép từ chức do nhiều bê bối chính trị Watergate, thì Tổng thống Gerald Ford lên thay và tuyên bố là nước Mỹ sẽ không can dự thêm vào cuộc chiến với Việt Nam, tức là không đổ thêm dầu vào lửa nữa. Các phong trào phản chiến thì vẫn tiếp tục. Cái đoạn này thì vẽ mấy anh lính ngụy nhưng chưa kịp vẽ, tức là lính ngụy thì bảo là chúng nó tham nhũng hết trơn, một ngày thì chúng ta có mấy viên đạn thì đánh đấm gì, thôi về nhà với vợ cho khỏe. Rồi khi đó thì nhận thấy thời cơ thì Bộ Chính trị ở Hà Nội đã họp khẩn để triển khai. Thời cơ đã tới, các lực lượng chuẩn bị thần tốc tiến về Sài Gòn. Đến bao giờ thì tôi chưa bao giờ có niềm tin chiến thắng lớn như thế. Chúng ta cũng tiến mau vào Sài Gòn. Rồi có một cái cuộc giao trọng trách cho Đại tướng Giáp, thì cái này cũng phải vẽ thêm vì cái này dùng dùng hình lặp lại thôi. Tướng Giáp nhận lệnh là thần tốc hơn nữa, ta bọn nữa tiến về Sài Gòn. Quân lính thì tuyên bố sẵn sàng, báo cáo các đồng chí lực lượng đã sẵn sàng nhận lệnh. Rồi chiến dịch bắt đầu nhanh chóng được triển khai và đánh quân địch tả tơi từ nhiều hướng, chiếm đóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng. Quân đội đã đồng loạt tấn công và giải phóng. Nói về câu chuyện về Xuân Lộc thì đây là một cái điểm chốt chặn của Sài Gòn, nếu mà vượt qua cái này thì Sài Gòn sẽ nguy. Thì có một anh tướng chỉ huy là Việt Cộng có mạnh đến mấy chúng tôi không bỏ cuộc, nhưng vừa nói xong thì đạn đến bùm bùm chạy thôi anh em, chúng tôi không cầm cự nổi. Sau khi Xuân Lộc bị xuyên thủng thì bộ đội vào ngày 21 tháng 4 thì bộ đội tiến các ngả hướng về Sài Gòn. Ngay trong đêm thì Tổng thống Thiệu cùng với vợ con mang theo vợ con chạy sang Đài Loan. Có gọi điện thoại nhỏ là con muốn ở lại với các bạn của con nhưng ta đi nhanh thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Trong khi đó thì nhiều tướng lĩnh cũng âm thầm rút em. Ở bộ chỉ huy của đại sứ và CIA Sài Gòn thì Việt Nam quân Việt Nam Cộng Hòa không thể chống cự, Tổng Thiệu đã bỏ chạy. Thưa ngài giám đốc,
Xuân Lộc đã thất thủ các phòng tuyến Long An, Nhà Bè cũng không cầm cự được lâu. Gấp quá rồi, để tôi báo ngay với Tổng thống. Alo, ngài Tổng thống, chúng ta gây to rồi, họ đã tiến sát đến Sài Gòn. Tổng thống ra lệnh hãy mau di tản của Việt Nam. Giám đốc CIA, chúng ta đã thua cuộc chiến này, thưa ngài Tổng thống, chúng ta đã học được bài học lớn. Rồi Tổng thống ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Hoa Kỳ hùng mạnh đã sai lầm trong cuộc chiến này hay sao? 3 giờ sáng ngày 27 tháng 4 thì pháo binh tấn công vào đánh phá Tân Sơn Nhất. Máy bay hỏng hết rồi, làm sao để rút chạy đây? Thì ngày này là cái ngày mà cuối cùng mà có hai người lính Mỹ là bỏ mạng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cái tên này thì được một cái bộ phim tài liệu họ kiểm chứng. Xin hãy nói với mẹ tôi xin lỗi. Rồi họ tiến sát Sài Gòn rồi, các ông làm gì đi chứ? Rồi cố vấn Mỹ thì các ông cứ xin họ đàm phán xem thế nào. Rồi chính quyền Sài Gòn là hỡi các người anh em, chúng ta là bạn, hãy ngừng tấn công và thương lượng. Trong khi đó các cánh quân vẫn dầm dập tiến về Sài Gòn từ nhiều hướng, thương lượng ư, chúng ta sốc tới mà đánh thôi các anh. Các cố vấn quân sự vội vã tháo chạy, mang theo cả gia đình người Việt rồi bỏ quê hương. Chúng tôi đi với, cứu chúng tôi với. Đại sứ Mỹ phải ra lệnh hạ chặt hạ một cây me già biểu tượng của Mỹ ở đại sứ Sài Gòn để lấy chỗ cho trực thăng hạ cánh. Cùng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 thì một thượng sĩ John Medes cũng là người cuối cùng mà lên trực thăng để rời khỏi Việt Nam. Và buổi sáng ngày 30 tháng 4 thì chúng ta tiến vào Dinh Độc Lập. Chúng tôi đã chờ các ngài ở đây để bàn giao chính quyền. Không, các ông đã thua cuộc, chỉ có lựa chọn tuyên bố đầu hàng. Và một ít phút sau thì Tổng thống cũng tuyên bố đầu hàng và cờ được tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Một vài tỉnh lân cận phía Sài Gòn cũng miền Tây Nam Bộ thì giải phóng trong một hai ngày tiếp theo, và Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Thì bây giờ quay trở lại là câu chuyện của ba ông cháu, thì chiến tranh đã tan khốc thì chưa kịp vẽ, thì nếu mà đồng nhất lại nhân vật thì tôi sẽ put lại đây, đó là chiến tranh tan khốc của ông ạ. Bây giờ con đã hiểu hơn về cuộc chiến này cũng như có đủ tư liệu để làm bài thuyết trình rồi, con cảm ơn ông. Dạ thôi anh ba ơi, gió công viên mát quá hả? Anh ba nằm nghe thì lim dim ngủ. Đấy, thì ông cũng nói rằng là cuộc chiến dài 30 năm để giành độc lập mất mát hào hùng bi sáng và đau thương. Thì anh ba dậy thì anh lim dim bảo ai công viên mắc quá ông ơi, con ngủ mơ rồi nhưng mà con vẫn nghe lời ông kể chuyện đó. Với chiến tranh thật kinh khủng, sao người ta lại không làm bạn với nhau mà đang mang vũ khí bắn chết nhau, con ghét chiến tranh. Anh hai thêm vào là anh cũng thế, nhưng ông còn nhưng ông ơi, con cũng thấy nhiều người Mỹ yêu hòa bình và họ cũng đã quay lại Việt Nam làm việc. Thì ông có nói là thế giới vẫn còn nhiều tranh chấp và chỉ còn tình yêu, tôn trọng, hợp tác mới làm người ta sẽ lại gần nhau. Thì ông em cũng phát biểu, ông ơi, con xem thời sự thì con thấy rất nhiều cuộc chiến ở khắp nơi như Ukraine, Nga, Israel, Trung Đông. Con vừa mơ thấy lớn lên con làm siêu nhân và có thể ngăn chặn mọi cuộc chiến. Tôi lắm con, hãy biết yêu thương, tôn trọng người khác và ông tin thế giới này không còn chiến tranh nữa. Ông cháu ta về nhà thôi nào. Thì vâng, ông ạ, nhưng con vẫn nhất định sẽ làm siêu nhân để ngăn chặn mọi cuộc chiến. Thì đây là một cái sự gợi mở cho một cái tập 2 là ông em này sẽ được đóng vai siêu nhân chặn chiến. Và tôi cũng thì khi lúc đầu thì có bốn cái kịch bản thì tôi cũng đã viết một cái kịch bản là câu chuyện là cậu bé này thì cũng cũng kiểu như xem thời sự với ông, thấy chiến tranh khắp nơi và cũng mơ như thế, rồi cũng một giấc ngủ bay qua thì ông ấy được làm siêu nhân. Thì ông ấy được ban hai sức mạnh, một sức mạnh ở cơ bắp và một sức mạnh ở trái tim. Ông dùng sức mạnh cơ bắp rồi ông mang vũ khí, ông chặn đánh khắp nơi nhưng mà chiến tranh vẫn tiếp tục, và cuối cùng là ông có cái sức mạnh ở trái tim, ông chạm vào những cái đầu nóng đấy thì mọi người sẽ yêu thương nhau hơn thì mới giải quyết được. Đại loại là sơ lược tập hai như vậy. Đấy thì là cuối truyện thì cũng có một vài tâm sự của tác giả cũng như là lời kết dành tặng cho mấy con trai. Đấy, xin hết thì những cái phần còn thiếu thì cố gắng hoàn thiện trong một hai hôm nữa để gửi lại cho các anh chị cùng comment. Rồi, tuyệt vời quá. Xin chúc mừng Đoàn Hiền thì gọi là xuất phát sau nhưng mà đã rất xuất sắc, và như là về đích với một cái thời lượng truyện cũng khá là dài, hơn 40 trang. 50 trang này, tròn 50 trang. Tròn 50 trang, nhưng mà vẫn thiếu một số trang cuối. Đúng rồi, đúng rồi. Khối lượng, số lượng trang này rất là lớn và hình ảnh rất là đẹp. Đấy, thì cần thống nhất thêm một chút nữa. À, với cả là mình có thêm những cái điểm nhấn hơn là cái việc mà mình mô tả mô tả cái tiến trình lịch sử thì nó sẽ không được hấp dẫn lắm. Ok không nhỉ?
Ok, cảm ơn thầy. Nhưng mà về về cơ bản là rất là đẹp. Đấy, rất đẹp và rất là thú vị. Cách mà sử dụng cái hình ảnh là rất thông minh. Đó. Cháu chút thêm một chút về kịch bản thì mình sẽ hay hơn rất nhiều. Nhá. Vâng, ok, cảm ơn thầy. Rồi. Ok, được rồi, mình tắt xe đi. Rồi, đúng không ạ? Anh chị em thấy tuyệt vời không ạ? Đấy. Cái này nhá, một cái người không đặt bút xuống vẽ một cái hình ảnh nào, thế mà vẽ được ra một cuốn truyện tranh đến 50 trang. Anh chị em tưởng tượng đi, đấy mới là cái điều tuyệt vời. Chứ không phải mà mình đi soi nhau là cái việc là hình này nó không giống hình kia hay là hình này nó đẹp hình kia nó xấu. Một cái người không hề biết vẽ tranh nhưng mà có thể vẽ được 50 trang truyện. Đấy mới là cái điều nó đáng đáng ngưỡng mộ, đáng đáng vinh danh. Đúng không ạ? Đấy là điều xuất sắc. Ừ. Và tất cả chúng ta đều có thể làm được cái điều này. Đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều làm được này. Chúng ta chỉ cần gì ạ? Thứ nhất, đấy là có một cái niềm đam mê, có một cái sở thích. Đấy, cái thứ hai đấy là chúng ta biết được một số cái nguyên tắc, thế thôi. Đấy, ví dụ như là cái nguyên tắc về kể câu chuyện sao cho nó hấp dẫn, Huy đã chia sẻ rồi, 7 bước để tạo ra một câu chuyện hấp dẫn, đúng không? Rồi nguyên tắc để vẽ tranh thì Huy cũng có dạy rồi, Huy có chia sẻ rồi. Trong cái lớp vẽ tranh Huy có chia sẻ, trong lớp mà vẽ truyện tranh Huy đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Và cái phần ghép thì Huy sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị em, mà trong lớp vẽ truyện tranh ấy, thì Huy sẽ hướng dẫn riêng một buổi về cái phần ghép đấy. Thì khi mà chúng ta biết những cái nguyên tắc cộng với cả cái nguyên tắc cộng với cả cái niềm đam mê của mình là chúng ta có thể tạo ra cuốn truyện tranh. Nó không cần đẹp đâu, truyện tranh thì bản chất là nó, tức là nó không cần phải quá logic đâu, nó có nguyên tắc, nó làm theo nguyên tắc là được, được nhỉ? Đấy. Chứ còn yêu cầu khắt khe quá thì chúng ta cũng không phải là phục vụ các cái nhà gọi là phê bình văn học, chúng ta phục vụ một số số lượng lớn khán giả, thì làm sao cho số lượng lớn khán giả họ yêu thích thế là được, hoặc là đối tượng chúng ta nhắm tới họ yêu thích là được. Ví dụ chúng ta nhắm tới đối tượng là trẻ con hoặc là đối tượng là người lớn thì mình tùy vào đối tượng mình nhắm tới mà họ thích thế là được nha. Đấy. Ok, thì một vài cái chia sẻ của Huy như thế thôi. Chứ còn hôm nay thì Huy nghĩ là cũng kết thúc ở đây. Phòng Zoom ngày hôm nay thì cũng là rất là vui rồi. Xin mời Trần Luận. Vâng, em xin thầy và các anh chị cho một ý kiến nữa ạ. Thì trong cái chương trình này thì gọi là làm truyện tranh, nhưng mà đúng là thực sự thì em tham gia và cùng với chị Dung nên là cũng có những cái cản trở, đâm ra là hoàn thiện nó cũng hôm nay cốt truyện của team hai chị em cũng mới mới bắt đầu được hoàn thành, nên là em cũng từ tối qua cũng là trực chiến với thầy và các anh chị, nhưng mà cũng đang rất lan man ngoài máy. Hôm nay thì mới chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà về vấn đề truyện ấy thì vấn đề tranh ấy thì em chưa hoàn thiện được, nhưng vấn đề cốt truyện nội dung kịch bản ấy thì thầy và các anh chị đã lắng nghe rồi ấy. Thì từ tháng 1 đến tháng từ 0 đến 10 ấy, thì nhờ các anh chị với thầy Hoàng và một số anh chị Góp ý cho đi, góp em ý. góp ý, tức là nội dung cốt truyện ấy, thì tức là rất khắt khe đi ạ, cho từ bao nhiêu ý là ý để em cố gắng em hoàn thiện cái Đấy nội dung nha, cốt góp ý truyện đấy. luôn nhá, vâng góp ý luôn vâng nhá. vâng Ừ, thì là mình không nên kéo dài Zoom quá 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 dài, góp ý luôn. Đấy là thứ nhất đấy, đấy là cái chuyện của mình để mà nó hấp dẫn ấy, thì mình nó phải có nút thắt, đúng không ạ? Nó phải có những cái nút thắt, không cần biết là nút thắt mình làm như nào thì đấy mới là sự sáng tạo của mình. Chứ còn bây giờ là Huy bảo phải thắt thế này kia, Huy ví dụ thôi nhé, để ví dụ đây là ngay cả việc hỏi đáp thôi, nó hỏi câu nào mà đáp trúng hết thì nó không có thắt, đúng không ạ? Hỏi hỏi đáp thì phải có đúng mà có sai, đúng không? Và ví dụ như là có mấy cánh quân tiến vào Sài Gòn, trả lời là 4, trả lời là 6, trả lời là 8, bắt đầu là gì ạ? À thế là sai rồi, đúng là nó phải là 5 chẳng hạn thôi. Thì nó gì ạ? Nó có cái nút thắt như này, trả lời nó phải có đúng có sai. Trả lời mà cứ chắc 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 chắc
băng 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 đấy, thì nó sao ạ? Nó không không tạo ra sự sự thu hút, đúng không? Nó phải ngạc, nó hồi hộp một tí, không biết là không biết thằng này trả lời đúng hay sai đấy, thì nó dạ mạch chuyện nó phải lúc lên lúc xuống này, lúc lên lúc xuống này, lúc lên lúc xuống. Có những lúc thì dạ rất là tĩnh lặng, rất là nhẹ nhàng, nhưng có lúc nó phải dạ nó phải cao trào, nó phải lên, đẩy lên cái cảm xúc lên cao. Thì viết truyện tranh hay truyện chữ hay làm phim, tất cả nó đều có một quy luật giống nhau hết, đúng không ạ? Cho nên là mình học ấy là mình học cái quy luật, được chưa? Chứ còn nhận xét ở như Huy nói ban đầu ấy, nếu mà nhận xét trong cái kịch bản của bạn để mà sửa kịch bản của bạn thì có quá nhiều thứ để sửa, quá nhiều thứ để sửa. Nhưng mà mình chỉ cần biết sử dụng cái nguyên tắc thôi thì mình có thể tạo ra rất nhiều kịch bản hay đấy, và mình có thể tự sửa cho mình được, không cần nhờ ai sửa, mình tự sửa được, đúng không? Hoặc nghe nhé, cách đơn nhất, đơn giản nhất, cái nguyên tắc đơn giản nhất của Huy là như này: không học ở đâu xa cả, học bằng chính những cái gì ạ, những cái sản phẩm của người khác. Bây giờ mình cứ đọc cuốn truyện đi, bây giờ đấy cuốn truyện của những cái người mà mình chia sẻ hôm nay ấy, mình thấy cuốn truyện nào hay, mình cuốn truyện nào mình thấy thích thì mình học, mình bắt chước làm theo, đây là cách dễ nhất, đúng không ạ? Chứ đừng mình bây giờ mình nấu một món ăn, mình vứt ra đấy, xong đó mình bảo đấy là các ông nhận xét đi, thì làm sao ạ? Không biết nhận xét cái gì luôn, hoặc nhận xét thì nó sẽ luôn, nó sẽ như kiểu đéo cày giữa đường ấy, mỗi người nhận xét một kiểu, cùng mình không hiểu, mình không biết là mình sẽ phải làm như nào luôn nha. Cho nên Huy nói rồi, anh chị em chúng ta là học bằng cái gì ạ? Học cái gốc ấy, tức là học cái nguyên tắc, học cái nguyên lý ấy, đấy nhỉ? Đấy, học cái cách học ấy, học cái cách học ở đây đấy là gì ạ? Học từ cái thằng gì ạ? Từ sản phẩm của thằng đối thủ, học sản phẩm của cái thằng đối tác, của sản phẩm của bạn. Đấy, bạn mình có ra cái sản phẩm như vậy, thấy chỗ nào hay thì mình copy về. Chứ còn giờ đừng bảo là mọi người góp ý cho em, thì góp ý giờ tối không xong, mà cuối cùng em chẳng nhớ gì đâu, đúng không ạ? Nha, ok chưa? Em làm như thế là rất tốt rồi. Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi, là em có thể làm cái điều đó tốt hơn nữa hay không? Chắc chắn rồi ạ. Cái chuyện thì em cũng đã cái đầu đã tiên có... ấy, đầu à. Tiên ấy là em cứ làm tốt hơn đi đã, được chưa? Đầu tiên là em cứ làm tốt hơn cái gì mà em có thể làm, tức là em làm hết sức của em đi, được chưa? Sau khi em làm hết sức rồi thì người ta mới giúp em được. Chứ còn mình mà chưa làm hết sức, mình chưa ra hết sức ấy, thì người ta không giúp được đâu. Ok không? Vâng. Nha. Nha. Ok vâng. Nha. Ừ. Em cảm ơn thầy, cảm ơn anh chị. Rồi, ok, cảm ơn em. Vâng. Rồi, một số cố vấn chuyên gia ở đây có anh Hữu Tiệp với cả thầy Duy Hoàng, thì nhờ các thầy hỗ trợ cho cái việc mà là gọi là soi ở trong cái nhóm ấy, là cái điều đó rất là cần thiết, rất là quan trọng. Nên mình soi, mình chỉ từng cái cho các bạn, nhưng mà nên chỉnh sửa cái sản phẩm cuối cùng, tức là sản phẩm này. Sau khi họ tự chỉnh, sau khi họ chỉnh hết rồi thì bắt đầu mình đưa ra cái lời khuyên, hoặc là đưa ra cái điều chỉnh, nó sẽ dễ hơn, và lúc đó họ sẽ ngấm hơn, được chưa? Đấy, chứ còn nếu mà những cái bản thô thì nó bản nháp thì ra là góp ý cũng là tương đối thôi. Ok không? Rồi. Nếu anh chị em đồng ý thì chúng ta hãy comment hoặc là bật mic lên chào nhau cái, sau đó chúng ta sẽ dừng cái cuộc họp ở đây ngày hôm nay, được không ạ? Như vậy thì cái nhóm mà phê bình đó thì hơi bao giờ mình sẽ gặp, với lại phải tập trung cái kịch bản thô và để mình có cái hướng dẫn cho từng nhóm. Vâng, em muốn nhờ anh Duy Hoàng với bác Tiệp với các anh chị chia sẻ giúp em ạ. Nội dung cốt truyện còn nói như thầy ấy thì cũng phải chỉnh sửa và hoàn thiện, và đặc biệt cái tranh thì em mới có làm nội dung truyện thôi, còn tranh thì chưa làm, còn cái nội truyện thì chắc chắn phải gọt rũa hơn, vì ra thì lấy lý do là
tóm lược lại để hoàn thiện hơn hoàn hảo để ra một cái bài trình bày hôm nay thì cũng cố gắng. Em cũng mới 4 giờ mới ăn trưa. Cũng cố gắng đồng hành hôm nay để cho ra một cái cốt truyện để chia sẻ với anh chị, còn cũng cố gắng nỗ lực để hoàn thiện, để chia sẻ hoàn thiện nhất đến các anh chị một buổi sớm nhất ạ. Em xin cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn thầy ạ. Ok, em làm thế là tốt nhất của em rồi, nhưng em hãy làm tốt hơn của ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Và sau đó thì mọi người sẽ góp ý thêm nhá. Vâng, em xin cảm ơn. Đây, cái việc của em là bây giờ em cứ rút gọn lại những cái lời thoại và tìm thêm nút thắt của cái câu chuyện của bụi cây di động của em ấy. Thì sau là sau đấy càng rút gọn càng ngắn bao nhiêu càng tốt, của mọi người lúc thấy cái hoàn thiện đấy rồi mọi người ta mới nhìn thấy là nó đi theo hướng nào. Chứ cái câu chuyện của em là nó nói nhưng mà nó cứ giàn trải đều đều, nó không có một cái nút thắt, nó không có một cái tờ đặt hàng, kiểu như là kể kiểu dạng như 1+1=2 ấy, thì là nó là nhàm chán đấy. Thì cho nên mình phải từ cái câu chuyện của mình là nó cũng có tứ đấy, nhưng mà đại khái là mình phải rút ngắn lời thoại, nhưng mà nó phải có những cái gọi là đổi đổi lái hay quay xe gì đấy để cho nó kịch tính hơn đấy. Vâng. Thì phải có một cái hoàn thiện thì mọi người mới nhìn vào những cái thoại của em, người ta mới góp ý được là phải vẽ như thế nào hoặc là ấy thế nào, chứ còn bây giờ tất cả nó như là một cái món lẩu, thế là đâm ra không nó chỉ biết. Là tờ giấy nhát thôi, tức là nó mới chỉ là bản nhát thôi, bản version 1 thôi đấy, bản nhát thôi. Thì bây nhưng giờ một số thì... các anh chị trước thì có cũng có ít ra thì người ta cũng không hoàn thiện xong hẳn, nhưng mà người ta còn có một cái là nó là có tranh có hình có ấy để mà mình phân tích được, đúng không Luận? Vâng. Vâng, lần đầu tiên làm chuyện ấy nên rồi thế là tốt rồi, lần đầu thế tiên thế là tốt lắm rồi. Cái tinh thần về tinh thần mọi người được rất rồi. Tốt là đáng khen rồi nhá. Ok, dạ vâng. Dạ. Rồi anh chị em chúng ta cũng nghỉ ngơi và dành thời gian làm việc khác, và cũng thông báo luôn anh chị em đó là chúng ta sẽ tiếp tục có một cái cuộc họp tiếp theo vào chiều thứ 6 tuần này nhá. Ok không ạ? Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye, bye bye, bye bye. Vâng, chào anh chị, chào thầy. Chào cả nhà.